Chương trình giải đáp đặc biệt ngày 9 tháng 4 năm 2017. Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa, pháp môn Thiền Tông ngày nay được phổ biến rộng rãi qua 10 quyển sách Thiền Tông học của soạn giả Nguyễn Nhân và được nhiều người biết, đồng tình và ủng hộ. Pháp môn này dành cho những người thật sự mong muốn giác ngộ lời dạy chân thật của Đức Phật và tìm con đường tu tập để giải thoát khỏi quy luật sinh tử luân hồi. Tuy nhiên, do nhu cầu đến đặt câu hỏi tăng cao, nên ban quản trị tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi tổ chức buổi lễ giải đáp Thiền Tông đặc biệt vào hôm nay tại chánh điện chùa. Buổi lễ này chúng tôi mong muốn chia sẻ giáo pháp Thiền Tông của Đức Phật dạy cho những người cùng biết, cũng để giải tỏa những thắc mắc của những người đang tu tập pháp môn Thiền Tông học này. Trước khi vào phần chính của buổi lễ, chúng tôi xin phép giới thiệu sơ nét về pháp môn Thiền Tông học này. Giới thiệu sơ nét về pháp môn Thiền Tông. Pháp môn Thiền Tông là pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy 4 năm sau cùng trong suốt cuộc đời của Ngài. Sau đó, pháp môn này được truyền qua 36 vị tổ sư Thiền Tông qua các nước Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam như Tổ Maha Ca Diếp, A Nan, Huệ Khả, Bồ Đề Đạt Ma, Huệ Năng, Trần Nhân Tông, Pháp Lo, Huyền Trang. Hiện nay, nguồn Thiền Tông hiện đang bùng phát mạnh tại đất Rồng, tức tỉnh Long An ngày nay. Pháp môn Thiền Tông học này, ngày xưa Đức Phật cũng có dạy ẩn ý trong Kinh Liệu Pháp Duyên Hoa, Phẩm 12, Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật có dạy: khi nào Long Nữ nhận được huyền ký này thì Long Nữ sẽ dạy công thức giải thoát để thành Phật, nhưng phải đến thời kỳ Mạt Thượng Pháp mới phổ biến ra. Phẩm 15, Tùng Địa Dũng Sức, tức một nước có hai nơi nói pháp môn Thiền Tông học này và rất mạnh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này Đức Phật dạy mục đích là khai thị con người ngộ nhập Phật chi kiến, tức chỉ rõ cái chi kiến Phật của mỗi người. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng đã hơn một lần nhắc đến câu "Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành", tức Ngài khẳng định mỗi con người chúng ta rồi đây ai cũng sẽ thành Phật như Ngài. Trong kinh Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang, Đức Phật có dạy: một, ai cũng có cái vô lượng thọ, tức cái sống hoài mà không chết, đó là tánh Phật của mỗi người. Hai, ai cũng có cái vô lượng quang, tức cái sáng hoài mà không tối, đó là điện từ quang bao bọc tánh Phật của mỗi người. Trong kinh Viên Giác, Đức Phật cũng có dạy: ai cũng có viên giác tánh, tức cái tánh hằng biết của mỗi người, nó trong sáng tròn đầy. Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ Thiền Tông đời thứ 28, Ngài có sứ mạng mang pháp môn Thiền Tông sang phương Đông để dạy cho người phương Đông biết công thức trở về Phật giới. Tổ Bồ Đề Đạt Ma khai thị cho người phương Đông 4 câu kệ: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tánh, kiến tánh thành Phật. Tạm dịch: không biết ra chữ, truyền ngoài kinh điển, chỉ thẳng tánh người, thấy tánh thành Phật. Đức Lục Tổ Huệ Năng là vị tổ Thiền Tông đời thứ 33. Khi ngộ đạo, Ngài thốt lên và nói tánh Phật thanh tịnh như sau: nào ngờ tánh Phật mình nó là tự nhiên thanh tịnh, nào ngờ tánh Phật mình nó là tự nhiên không sanh không diệt, nào ngờ tánh Phật mình là nó là tự nhiên trùng khắp, nào ngờ tánh Phật mình nó hay sanh muôn pháp. Còn Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông là vị tổ thứ 36 dòng Thiền Tông, cũng là sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Sau khi ngộ đạo, Ngài cũng có dạy:
Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nói tóm lại, Đức Phật và các vị tổ sư thiền tông ra đời nhằm chỉ rõ cho con người biết được cái chân thật quý nhất trong mỗi con người của chúng ta, đó là Phật tánh. Còn rất nhiều dẫn chứng nữa trong các kinh mà Đức Phật đã dạy. Tuy nhiên, qua các bộ kinh, Ngài chỉ dạy trong ngẩn ý mà không nói trắng ra. Chính vì vậy mà mỗi người chúng ta, mỗi người hiểu một cách, nên sai sự thật mà Đức Phật và chư tổ muốn dạy. Tại sao thời đó Đức Phật chỉ dạy trong ngẩn ý mà không nói trắng ra để dễ hiểu, tránh cho người sao tưởng tượng mà nói ra? Xin thưa, Đức Phật cũng đã có lúc thử nói trắng ra, nhưng môn đồ của Ngài và cả dân chúng thời đó, ai tu hành cũng ham chứng đắc và ham thần quyền cũng như thần linh, không chịu tìm hiểu những gì chân thật nơi chính mình cũng như vạn vật và vũ trụ. Điển hình như trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khi Đức Phật vừa nói các đệ tử của mình hãy từ bỏ các cách tu hành trước kia mà trở về tập với tánh chân thật của mình, tức khắc các đệ tử, trong đó có đệ tử ưu tú của Đức Phật là Xá Lợi Phất, được coi là trí tuệ bậc nhất thời đó, liền cho Đức Phật bị các loại ma ba tuần ám. Như vậy, thử hỏi Đức Phật làm sao có thể nói trắng ra được? Hơn nữa, thời đó loài người văn minh chưa cao như bây giờ, nên những danh từ như điện từ âm dương, điện từ quang, trái đất và các hành tinh, Phật giới, tam giới, càn khôn vũ trụ, vân vân, làm sao con người thời đó có thể hiểu được như ngày nay? Một ví dụ khác, Đức Phật kể về một tiền kiếp của Ngài là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Bồ Tát này gặp ai cũng thốt lên câu: "Tôi không dám khinh các ngài, rồi đây các ngài sẽ thành Phật." Chỉ vì câu nói quá chân thật này mà các vị tu hành thời đó cho Bồ Tát Thường Bất Khinh là ông thầy bị điên. Nói đầu xa, chính tổ Bồ Đề Đạt Ma khi đến gặp vua Lương Võ Đế ở nước Lương, tổ chỉ nói ít danh từ về thiền tông liền bị nhà vua cho tổ là ông thầy bị điên. Tổ cũng suýt mất mạng ở nước Lương này. Ngày nay, pháp môn thiền tông được phổ biến qua 10 quyển sách của soạn giả Nguyễn Nhân, được viết và mô tả rất rõ ràng, tường tận những ẩn ý khi xưa mà Đức Phật chưa công bố, như cấu tạo tổng thể của một con người, cái gì là chân thật, cái gì là huyễn hóa, cấu tạo của một vị Phật, chư Phật, cấu tạo của mỗi hành tinh, cấu tạo của một tam giới, chỉ rõ Phật giới ở đâu, cấu trúc càn khôn vũ trụ, tu sao giải thoát, tu sao bị luân hồi, công thức giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, vân vân. Vì sao ngày nay Đức Phật cho viết trắng ra? Vì hiện giờ trình độ con người đã văn minh lên tột bậc, những danh từ nêu trên trong thiền tông được con người ngày nay hiểu rất dễ dàng nên dễ chấp nhận. Nói như vậy, lấy gì để người học đạo ngày nay kiểm chứng được những lời trong 10 quyển sách của soạn giả Nguyễn Nhân là đúng lời Phật dạy? Đức Phật có dạy: "Các con chớ có vội tin lời ta nói, mà hãy suy xét cho kỹ. Nếu thấy đúng thì hãy tin và làm theo. Nếu làm theo mà làm sai lời ta dạy thì chính là phỉ báng ta vậy." Chúng ta thấy đó, ngay cả Đức Phật mà cũng khuyên chúng ta không nên tin vội lời của Ngài nữa. Thì thử hỏi, trong một rừng kinh sách ngày nay biết tin cái gì bây giờ? Do đó, người học Phật ngày nay phải dùng đầu óc khôn ngoan hoặc khoa học của mình để kiểm chứng xem có thuận lý không. Nếu thấy thuận lý thì tạm tin và làm theo. Sau khi làm theo rồi cũng phải kiểm chứng lại lần nữa coi có giống như những gì đã viết hay không. Người học đạo như vậy mới là đệ tử chân chính của Đức Phật vậy. Nói tóm lại, buổi lễ hôm nay chỉ nhằm chia sẻ về pháp môn thiền tông của Đức Phật dạy đến mọi người. Mọi tầng lớp trong xã hội có cùng chí hướng tu tập giác ngộ, giải thoát và mong muốn hiểu đúng lời dạy chân thật của Đức Phật. Nếu quý vị nào biết cách tu giác ngộ và giải thoát nào hay hơn, nhanh hơn và tiện hơn nữa, chúng tôi rất hoan hỷ xin được học hỏi thêm từ quý vị vậy. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo là vào phần lễ chính của buổi lễ. Xin được phép giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ giải đáp hôm nay. Trong ban giải đáp gồm có
Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, quyện chủ tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu, vì chịu trách nhiệm chính trong việc giải đáp thắc mắc pháp môn Thiền Tông. Tiếp theo là thiền gia Anh Tuấn, phó quyện chủ chùa, sẽ giao lưu mời người tham vấn. Thiền gia Bạch Đằng, thư ký ghi lại chương trình buổi lễ giải đáp. Phía bên phải và trái của tôi là ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Ngoài ra, đến tham dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin nhận thấy gần 200 vị độc giả và Phật tử gần xa đến tham dự. Xin nhiệt liệt chào đón ạ. Tiếp theo xin mời thiền gia Anh Tuấn, phó huyện chủ, điều khiển chương trình hỏi đáp, và xin mời thiền gia. Kính thưa quý vị và Phật tử, trước khi vào đáp những câu hỏi về pháp môn Thiền Tông học này mà Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông do các vị tổ Thiền Tông nói tiếp và truyền đi, trong tập huyền ký của Như Lai truyền cho hậu thế mà chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi đã phổ biến ra bằng 10 quyển sách này về pháp môn Thiền Tông học này, hôm nay quý Phật tử và các độc giả muốn hỏi đáp về pháp môn Thiền Tông, xin quý vị nên tập trung về 3 phần chánh như sau. 1. Nếu chúng tôi trả lời sai ý câu hỏi của quý vị đặt ra thì quý vị có quyền đề nghị chúng tôi trả lời đúng với lại câu hỏi của quý vị. 2. Nếu chúng tôi trả lời mà chưa thỏa mãn thì quý vị có quyền đề nghị chúng tôi trả lời thêm một lần nữa. 3. Nếu quý vị cảm thấy chúng tôi không hợp lý thì quý vị cũng có quyền bảo chúng tôi dẹp cái trò lừa đảo này đi. Quý vị được quyền tự do nói và chúng tôi bất cứ ngôn từ gì mà quý vị không sợ bất lòng. Để buổi lễ đáp hôm nay được thành công thì chúng tôi xin không tranh luận. Nếu như quý Phật tử mà đồng thời quý độc giả muốn tranh luận thì xin liên hệ anh thiền gia Hoàng Dũng hoặc thiền gia Văn Quảng để biết thêm chi tiết. Giờ để buổi lễ được bắt đầu thì xin mời các độc giả đặt câu hỏi và đồng thời giơ tay lên để tôi mời. Xin mời anh ở cuối cùng luôn. Dạ, xin chào viện chủ và quý khách tham dự buổi lễ hôm nay. Tôi là Nguyễn Văn Trung ở phường 16 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Xin hỏi mấy câu sau đây. Xin hỏi câu thứ nhất. Xin hỏi viện chủ, những người tu theo đạo Phật muốn hiểu về chánh tín phải hiểu như thế nào? Xin viện chủ trả lời trước ạ. Người tu theo đạo Phật mà muốn chánh tín á thì phải căn bản như thế này nè. Mình hiểu đạo Phật, Đức Phật dạy ra để là dạy cái gì? Mà mục đích chánh của Đức Phật dạy là giác ngộ và giải thoát thôi. Nếu mà người nào hiểu được cái này và đồng thời hiểu thêm vài mục nữa thì mới gọi là chánh tín. Là trái đất này ai làm chủ trái đất này? Con người có bổn phận như thế nào ở trái đất này? Con người tu làm sao mà giải thoát? Tu làm sao bị luân hồi? Phải biết năm mấy cái căn bản này đó. Con người cấu tạo như thế nào mà tại làm sao có con người? Nếu người mà chánh tín hiểu được những cái phần này thì mới mốt là tu theo đạo Phật chánh tín được. Còn bằng không thì đưa mê tín dị đoan vào chùa và tất cả các cơ sở tôn giáo. Rồi tôi trả lời sơ cho anh nghe, anh cứ thắc mắc gì cứ hỏi thêm. Đó là chánh tín, muốn chánh tín phải đi qua cái công thức này. Còn anh mà không qua cái công thức này thì hoàn toàn là mê tín hết. Chữ mê tín ở đây gọi là tin lầm, tin sai sự thật. Rồi mà anh hỏi thêm. Dạ xin hỏi viện chủ câu thứ hai là con người có số mạng không ạ? À? Con nếu nói về con người có số mạng thì chắc là anh có thể là nói là ai đó đặt để cái số mạng cho mình. Hoàn toàn con người không có số mạng, mà con người chỉ có nghiệp mạng thôi. Nghiệp mạng từ đâu mà có? Là do suốt dòng đời của con người đó tạo ra. Tạo ra gọi là Đức Phật gọi là nhân quả luân hồi. Mình sống ở đây thì mình sống trong cái nhân quả của mình. Tất nhiên mình phải thực thi cái nhân quả của mình, chứ không có số mạng mà chỉ là cái nghiệp mạng. Mình sống theo cái nghiệp mạng của mình.
sống chừng nào xong thôi. Chừng nào mà mình biết con đường về Phật giới thì nghiệp mạng mình mới hết được. Mời anh hỏi tiếp. Dạ thưa viện chủ, xin hỏi câu thứ ba là trái đất này làm sao nó tự quay được à? Và nó quay để làm gì vậy? Trái đất này nó quay được là nhờ cái điện từ âm dương nó cuốn hút và kéo đi, thành ra nó đi gọi thì Đức Phật gọi là luân hồi, kéo đi gọi là luân hồi. Mà nó luân hồi để làm cái gì? Là nó tạo ra nhân quả. Bất cứ ai sống trên trái đất này phải chịu cái quy luật nhân quả luân hồi của trái đất, không ai thoát ra được. Không có cái bàn tay quyền năng nào can thiệp vào cái nhân quả luân hồi được. Trả lời ngắn gọn cho anh, thì có thắc mắc cứ hỏi tiếp, hỏi tới đâu tôi trả lời tới đó. Mời anh. Dạ thưa viện chủ, chân không là gì ạ? Chân không, cái không trung đó mình thấy là không có gì. Chứ sự thật trong cái chân không này nó có ba loại. Một là loại thần, vô số loại thần ở trong cái không gian này, và vô số loại ngã quỷ ở trong cái chân không này, và vô số loại địa ngục ở trong này. Đó gọi là chân không. Cứ nghĩa là nó cái không nhưng mà nó có cái chân thật đó đó. Mà bây giờ khoa học văn minh rồi mới cảm nhận được rằng mình ở đây, tuy là mình là hình thể của tứ đại thấy được, còn những cái hình ảnh của điện từ âm dương đó, điện từ vật lý nó kéo đi thì mình đâu có thấy, nhưng mà có phương tiện mình thấy đó. Thì bây giờ ngày xưa Đức Phật nói vậy thì mới hiểu rằng cái chân không này là có hình bóng của các loài khác mà tôi vừa kể trên. Mời anh hỏi tiếp. Dạ rồi cái hư không là sao hả thầy? Thầy xin viện chủ trả lời giùm. Cái hư không thì con mắt thịt mình không thấy gì, mình gọi là cái hư không, có đơn giản vậy thôi. Nên mời hỏi tiếp. Còn không trung là sao? Xin viện chủ trả lời. Không trung là nói đến một cái không gian nằm ở giữa bốn cái hành tinh. Như cái hành tinh của mình đây á, gọi là cái hành tinh Nam Diêm Phù Đề, nó nằm hướng nam của mặt trời. Còn ba cái hành tinh khác nữa là Bắc, Đông và Tây, nó cũng hành tinh giống như mình. Mà cái không trung, cái không gian ở giữa đó gọi là không trung. Anh thông hiểu không? Dạ xin viện chủ cho biết cái khoảng cách của từ trái đất mình tới không có trung thầy. Cái khoảng cách thì bây giờ khoa học nó đo cho mình làm sao. Hồi xưa Đức Phật không có nói cái khoảng cách này, mà nói là từ khoảng cách này thì không, ổng hỏi là không ngàn mét ổng có đo được. Bây giờ xưa ổng đâu có dùng cái thước đo như bây giờ. Bây giờ thì khoa học đã biết, bây giờ khoa học đo là từ đây lên mặt trăng được, hoặc đi tới sao Quả, sao Kim, Diêm Vương Tinh thì đo được. Nhưng mà cái này thì nó đúng là không nằm ở trong cái giải quyết của Thiền Tông. Mà Thiền Tông giải quyết cái vấn đề là được sanh tử luân hồi và cách thoát ra ngoài, và biết cái quy luật ở trong này để thoát ra ngoài thôi. Đây là cái hệ thống. Thì bây giờ anh hỏi cái này thì tôi sẽ về tôi nghiên cứu lại cái vấn đề mà khoảng cách của các hành tinh. Thì khoa học bây giờ đã chứng minh, thì để hỏi đáp sao. Chứ cái này anh hỏi bất ngờ. Nếu mà tôi nói một cái mà cố định con số không thể được. Khi nào biết tôi nói, và không biết tôi không nói. Nhưng mà hồi xưa tại sao Đức Phật ông nói là hằng hà sa số, cái con số không thể tính được. Hoặc thì bây giờ mình nói mà mình ấn định bằng con số cụ thể, ai chứng minh cái con số này là đúng ha. Vì thế mà cái câu này thì nó đúng, nó hỏi ngoài cái giác ngộ và giải thoát. Thì tạm thời trả cho anh vậy thôi, trả lời cho anh vậy thôi. Thì mời anh hỏi tiếp. Xin cảm ơn viện chủ. Xin mời vị tiếp theo. Xin mời anh. Dạ kính chào quý vị hiện diện trong ngày hôm nay. Kính chào ban quản trị chùa và viện chủ chùa Tông Tân Diệu. Con tên là Hoàng Trung Hiếu, cư ngụ tại Biên Hòa hôm nay. Hôm nay con đến đây thì cũng ở nhà con nghĩ ba câu hỏi, con hỏi viện chủ như sau. Là câu hỏi thứ nhất là xin viện chủ cho con biết là Quán Thế Âm Bồ Tát có tướng nam hay tướng nữ hay không thưa viện chủ? Xin viện chủ trả lời giúp con. Bồ Tát có tướng nam tướng nữ hay không?
Đây là câu hỏi nó chưa rõ lắm, nhưng mà trong cái kinh Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn thì Đức Phật có nói như thế này nè: một vị nào mà ở trái đất này muốn vị Bồ Tát đến nói pháp cho vị đó nghe, muốn hình gì thì Bồ Tát hiện ra hình đó. Nhưng mà phải nên nhớ rằng Bồ Tát á, thì ở nước Tịnh Độ dùng Phật nhãn và phân thân đến đây để nói. Thì ở trong kinh Phổ Môn có nói thế này: muốn thân nam thì Bồ Tát hiện thân nam, muốn thân nữ Bồ Tát hiện thân nữ, muốn bích chi Phật thì Bồ Tát hiện bích chi Phật, muốn tể quan hay là người giàu sang hay là bất cứ một vị nào, một vị Phật hoặc là một vị A-la-hán nào đến nói pháp thì Bồ Tát sẽ hiện thân đến người đó. Đó là căn cứ vào trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Phẩm Phổ Môn. Thì cái này bây giờ, bởi vì một vị Bồ Tát á, người ta có toàn kêu bằng toàn năng mà, thành ra ta muốn sao cũng được. Còn cái vấn đề mình hỏi tướng nam tướng nữ, một vị Bồ Tát rồi thì giống như mình ở đây một vị tu chân chánh, không có qua quy luật âm dương cuốn hút, một vị tu chân chánh tôi nói. Thì một vị Bồ Tát Quan Âm ở nước Tịnh Độ cũng vậy. Còn nếu mà người thường, một vị tiên thường ở nước Tịnh Độ thì vẫn có quan hệ âm dương. Rồi, có thỏa mãn câu hỏi không? Dạ chưa thưa viện chủ. Nếu Bồ Tát Quán Thế Âm toàn năng như vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm đã giải thoát hay chưa thưa viện chủ? Bồ Tát Quan Âm á, thì hồi đó cũng là một con người, nhưng mà cái nguyện là tầm thinh khắp Ta Bà thế giới, cứu nạn cứu khổ cho người nào bị quan khổ thì Bồ Tát đó. Vì cái nguyện lực này mà Bồ Tát làm phước đức thật nhiều và đồng thời tu được nhãn căn và nhĩ căn viên thông, nó mới phát ra cái thiên nhãn. Nhờ cái đó ở trong quy luật vật lý, Bồ Tát ở đâu cũng vậy, nó nằm ở trong cái quy luật vật lý, nó nằm ở cõi Tịnh Độ thì cũng phải dẫn quy luân hồi như thường. Nói tóm ra Bồ Tát chỉ là một vị Bồ Tát thôi, chứ không muốn thành Phật hay là muốn ra khỏi cái này anh có con đường đi. Muốn mà Bồ Tát muốn về thì Bồ Tát phải xả cái lời nguyện này, và Bồ Tát phải tạo được công đức thì mới có mong thoát đi về Phật giới được. Nhưng mà thường thường một vị Bồ Tát rồi ta nguyện vậy, mấy ngàn ông Phật ra đời, cứ 10.000 năm một vị Phật ra đời, mà mấy ngàn người vậy. Chừng nào người ta thấy mà ta muốn về Phật giới thì ta mới xả. Thì nó đúng ra Bồ Tát tạo công đức rất dễ dàng hơn mình ở đây nhiều. Đó thì trả lời cho cháu vậy đó. Nếu nó có không thọ không gửi thì có hỏi thêm, nếu ấy thì thông dạ, qua câu hỏi khác cũng được. Dạ, để cái này con kiểm chứng lại. Tại nãy viện chủ có nói là không nên tin liền, để con về kiểm chứng lại con mới tin. Dạ, giờ con có câu thứ hai hơi dài cho nên là con xin đọc như sau, xin viện chủ cố gắng lắng nghe giùm con. Con xem và nghe trên mạng internet, Thượng Tọa Thích Chân Quang có dạy như sau: hôm nay chúng tôi biên soạn bài kinh cầu siêu độ chúng sanh ở địa ngục để khuyến khích mọi người thiết tha trì tụng. Trước là cầu cho chúng sanh ở địa ngục sớm thoát trọng tội, sau là để chúng sanh ở địa ngục được sanh về cõi lành và nương theo Phật Pháp mà tu hành. Thượng Tọa Thích Chân Quang còn khẳng định chắc chắn rằng nguyện lực của người trì tụng kinh sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến cõi địa ngục, và chúng sanh ở địa ngục sẽ nương theo từng lời kinh tụng của chúng ta, họ sẽ sám hối mà quay về với Phật Pháp. Vậy viện chủ cho con hỏi, tụng kinh như Thượng Tọa Thích Chân Quang vừa dạy như các ý con vừa nêu trên á, có giúp được chúng sanh ở địa ngục sanh về cõi lành hay không? Dạ, thưa viện chủ trả lời giúp con. Cái về nhân quả luân hồi, cái người ở địa ngục là nó nặng nhất, gọi là mang trọng tội. Ở trái đất này mà mang trọng tội, mang cái nghiệp thôi cùng Đức Phật còn cứu không được, mà làm gì xuống tới từng địa ngục mà cứu. Điển hình như gia đình hoàng tộc của Đức Phật bị mà còn không cứu được, thì làm sao mà một ông thầy phàm phu ở trái đất này mà xuống địa ngục cứu người được. Đây là cái lời bịa đặt, nó thật đây là cái lời bịa đặt. Nhưng mà tại sao người ta, những người bây giờ thấy tổ chức cúng này cúng kia, tụng này tụng kia,
Bây giờ tu theo đạo Phật là đậu giác ngộ giải thoát, mà không biết giác ngộ giải thoát thì phải bày ra đủ chuyện để làm. Nhưng mà trong kinh Pháp Cú Đức của Phật nói nè, ta quăng cục đá xuống ao, xuống hồ mà các ông tụng mà nó lên đó thì đúng, còn không tụng nó lên thì đừng có làm cái chuyện lừa người. Tôi nói thật, Thiền Tông phải sao nói trắng ra tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy trong Huyền Ký. Vì chùa Thiền Tông là nắm được cái căn bản này, thành ra nói thật. Nhưng mà trong cái Đức Phật có nói á, Đức Phật là cái kinh mà Địa Tạng cũng Đức Phật nói ra cho ai á, nhưng mà Đức Phật có nói thế này. Tuy nhiên á, thì đến ngày rằm tháng 7 muốn cứu người thì 10 thánh tăng họp lại, rồi mới tụng muốn cầu nguyện gì đó. Phải 10 thánh tăng nha, chứ phạm phu tăng không được. Một thánh tăng á, thì không có dính bụi trần, ly gia các ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phận độ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiện dạy khắp thế gian, đó mới là thánh tăng. Còn nếu mình một phạm phu tăng, đừng có mong làm cái này. Nếu mình làm bất cứ cái gì trong thế giới này, làm bất cứ cái gì đều là lừa gạt hết, không có đúng đâu. Tuy nhiên trong cái kinh Địa Tạng thì Đức Phật có nói một cái đoạn thế này: một vị mà tăng mà tu chứng được huệ nhãn, nhìn thấy được các tầng địa ngục bất cứ tầng nào, nhìn thấy được rồi mà thấy cái số của người đó sắp hết mãn đó. Thí dụ ta ở là 100 năm mà nó ở được 90 năm rồi, thì có thể chú ý người đó, tụng người đó lên được. À, cái này là, nhưng mà cái người đó nó phải ăn năn hối cải những lỗi lầm của mình thì người đó mới lên được. Mà Đức Phật cũng nói là chỉ có 10-20% đạt được thôi nha. Nhưng mà cái tăng này là sao? Anh phải chứng được tha tâm thông, anh nhìn được thấy 18 tầng địa ngục để mới biết. Chứ bây giờ anh ngồi đây rồi anh tập trung 5-70 người lại đây rồi nói để tụng, đây là cái lối lừa người. Tôi nói thật, đây cái là lừa người, tu hành không thể làm được cái chuyện này được. Mà Đức Phật có giải thế này nè: khi Huyền Ký của Đức Phật đưa ra, truyền ra, người nào nắm được phải chuẩn lại toàn bộ này, đừng có làm ô uế lời của Đức Phật. Đạo Phật là đạo quá hay, cao siêu, quá tuyệt vời, mà cứ làm những cái chuyện mà không thể chấp nhận được. Một vị thái tử đi ra tu để làm cái gì nó cao cả, chứ đâu phải đưa ra để ngồi tụng cầu xin đủ chuyện. Đó, thành ra tôi trả lời cho em biết rằng, nếu ông Thích Chân Quang mà ông tứng được cái tha tâm thông, nhìn thấy được người ở địa ngục để ông tập trung, nhưng mà phải 10 người nha, chứ một mình không cứu được. Trong kinh Đức Phật đã nói đó, phải mà thánh tăng, người đó mới được gọi là thánh tăng thì mới mặt mai mà cứu được thôi. Mà phải 10 người cái hợp lực mới được, chứ còn mình ông suốt mà nói xin lỗi, ông Phật còn cứu được mà làm sao một vị phàm phu tăng mà làm được cái chuyện này. Nhưng thưa viện chủ, là con có được biết đó, Đức Phật có nói thế này: các ông tụng kinh càng nhiều càng tốt. Nhưng mà bây giờ Đức Phật đã nói như vậy thì Thượng Tọa Thích Nhân Quang soạn ra bài kinh tụng như vậy, con thấy cũng đâu có sai với lời Đức Phật. Vậy nếu mà viện chủ cho con hỏi là cái tụng kinh ý nghĩa là cái gì, hai chữ tụng kinh, mà thế nếu mà nói cho viện chủ như vậy thì tụng thế nào để giải thoát, và tụng như thế nào đó là để còn bị luân hồi, và tụng thế nào là mê tín? Bây giờ cả thế giới bây giờ người ta toàn là tụng kinh, viện chủ nói như vậy là sao chấp nhận được? Đức Phật có nói tụng kinh, nhưng mà phải tụng đúng cái phong cách của Đức Phật. Tụng là cái gì? Tụng là đọc, mà đọc đi đọc lại. Thí dụ ông nói là kiến tánh thành Phật, kiến tánh thành Phật, cứ nói hoài cái câu đó nữa. Kiến tánh là phải thấy mình phải phá được cái vô minh nha, rồi đồng thời cái tánh Phật của mình nó hiện ra, thấy bằng tính Phật của mình, đó gọi là kiến tánh. Còn cái này mình bày đặt ra, mình tụng thôi, mình làm này kia là không có được. Bởi vì cái Đức Phật là nói là kiến tánh, kiến tánh là tiếng Việt Nam, chứ tiếng Tàu á là tánh kiến, có nghĩa là cái tánh mình thấy được bằng cái tánh Phật. Mà tánh Phật đó sao? Nó phải xóa được cái vô minh mới thấy được. Chứ còn nếu mà ở trong cái tánh phàm phu của mình, cái tánh con người nè, không thấy được đâu, nó án là không thấy được. Mà bây giờ phải làm sao mà cái vô minh nó mất đi, hoặc là xuyên sủng vô minh thì mới nhìn thấy cái tánh Phật mới thấy được. Đó gọi là kiến tánh.
Mà người nào kiến tánh mới làm cái này chuyện này được. Còn nếu không kiến, đừng có mong. Ngồi đây gọi là trong cái quy luật dân luân hồi này, không cách nào mà phá vỡ được cái luân hồi của trái đất này được. Rồi cháu có đồng ý không? Nếu không đồng ý thì cứ hỏi. Dạ chứ. Vậy nếu mà nói như viện trụ, con kết luận một câu theo con hiểu là tụng kinh là đọc kinh, có nghĩa là Đức Phật kêu chúng ta đọc kinh để hiểu, chứ không phải là lấy kinh ra đọc tụng, đúng không thưa viện trụ? Cái tụng Đức Phật bảo tụng là mình đọc đi lặp lại lời ông giải như thế nào. Nãy tôi có nói đó, anh tụng cái này có nghĩa là anh mà chứng được tha tâm thông, anh trở mà anh trở thành là tất cả những cái chuyện gì mà Đức Phật dạy đó, thì anh mới mang là một thánh tăng. Còn nếu anh tưởng tượng ra anh là một phàm phu tăng thì anh có làm cái này được. Đó là đó, Đức Phật dạy cho tụng cho phải tụng, nhưng mà anh phải là thánh tăng mới tụng. Còn phàm phu tăng mà tụng gì, giống như em tốt nghiệp lớp dạy học thì anh mới đi dạy học, còn anh đi mù chữ mà anh đòi đi ra dạy học rồi dạy sao được. Thì Đức Phật dạy bảo là thánh tăng tụng kinh mới được. Nãy tôi có đọc một đoạn là trong thánh tăng trong dày vô hạn, độ chúng sanh bao quản dục nhằn. Thì cái này nó phải đúng cái lời dạy của Đức Phật mới được. Còn anh không hiểu rồi anh ma, anh cạo cái đầu, anh mặc cái áo vô, anh làm cái chuyện, chuyện kêu bằng cái tưởng tượng của con người thì không được. Bởi vì sao? Thiền tông nó ra đời là nó phá tà tông. Đức Lục Tổ Huệ Năng có nói thế này: thiền tông thì ra đời phá tất cả các tông tà hết, trên trái đất này mà nhúc nhích là tà. Nói vậy thì bây giờ tu như thế nào đây? Có ai hỏi tới chỗ này tôi sẽ nói cho nghe. Rồi cái phần cháu vậy đó, thì cháu thắc mắc gì cứ hỏi tiếp. Dạ, nói như viện trụ thì con đã hiểu. Vậy những cái vị mà tụng kinh mà không đọc kinh để hiểu thì giờ con đã biết là như thế nào là mê tín, là tin lầm. Vậy con xin chuyển câu hỏi thứ ba, tại con không muốn kéo dài, tại vì nói thì có phải kiểm chứng lại. Nhưng mà câu hỏi thứ ba, con thấy ở trong chùa Thiền Tông Tinh Diệu á, thì có hai bức tượng, và trong Thiền Tông Thích á, thì có hai cái tượng hình. Một bức tượng á, là bức tượng vô hiền Bồ Tát ngồi trên con voi trắng sáu ngà cầm của hiền ký. Còn một bức tượng á, của Văn Thù Sư Lợi, tay phải thì cầm thanh kiếm, còn tay trái có số 16. Vậy xin viện chủ trả lời giải thích giúp con là hai bức tượng này, mỗi bức tượng có ý nghĩa như thế nào. Xin viện chủ trả lời từng bức tượng. Rồi, ý nghĩa Văn Thù Phổ Hiền thì nó có ý nghĩa này. Văn Thù là một vị cởi con sư tử lông vàng. Con sư tử là mệnh danh cho sức mạnh, lông vàng là rất quý. Ha, trong thế giới này cái màu vàng là quý nhất. Cầm kia ký biến là chặt đứt tất cả những cái mà 16 thứ của tánh người: thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thụy tham sân si mạng nghi ác kiến, quyết chặt bỏ cái này. Nhưng mà nên nhớ một điều, nói là nói cho mạnh chứ sự thật có nghĩa là mình không có, cũng xài ở trong thế giới này vẫn xài cái tánh người chứ phải không, nhưng mà xài cho đúng lúc đúng nơi chứ không phải đụng đâu mà sợ đó. Nói chặt đứt là tượng trưng nói thôi. Giống như ngày xưa, ví dụ người ta chửi cháu một tiếng cháu buồn, bây giờ cháu biết rồi thôi, cháu đâu có buồn, nó qua. Cái đó là gọi là nó qua rồi, thì kể như là đứt nha. Còn cái Phổ Hiền là cái hạnh nguyện, người tu theo hạnh nguyện Thiền Tông tu bằng cái hạnh nguyện của Phổ Hiền. Phổ Hiền là khó khăn cỡ nào cũng tiến tới, trong có lui. Tu Thiền Tông là không có lui. Nếu ai lui thì không có nói, không nói là tu Thiền Tông được. Thì bây giờ trên tay của Phổ Hiền thì có cầm cái quyển Huyền Ký Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Đây là cái di tích, là di tích Thiền Tông. Nó sẽ lưu, nó kéo từ ở núi Linh Sơn, nó kéo dòng về đây. Nó đi theo 36 vị tổ Thiền Tông, nó đến đây. Thì Thiền Sư Ni Đức Thảo nhận được do một vị trao. Thì tôi lúc đó tôi còn nhỏ, tôi không biết là vị nào, nhưng mà thôi mình biết cứ Quyền Ký trao là mình đọc mình hiểu. Mình sư bà bảo tôi là phải phổ biến lại, là tôi có phổ biến vậy thôi. Còn cái mà quan trọng nhất á là con voi trắng sáu ngà là cái gì? Con voi trắng á, con voi là cái sức mạnh, gọi là trong rừng sâu núi thẳm cái gì nó cũng làm được hết. Nhưng mà cái màu trắng nó làm bằng trong cái trong sáng, chứ không phải là chứ không phải mà có cái vụ lợi đâu. Voi trắng sáu ngà nó đâm thủng là sáu cái vô minh của con người. Vô minh con người là gì?
tánh thấy bị tánh người nó che khuất thành ra vô minh, nó phải đâm thủng cái này để thấy bằng tánh Phật. Tai ý biết nó cũng vậy, nhưng mà đặc biệt hai cái sau là cái gì? Nó phải cái ý ra phải đâm thủng cái ý đi để cái ống nhớ lại ngày xưa. Tánh Phật vô đây để muốn cái gì, làm cái gì mà ở hoài trong này không chịu ra? Là ý muốn mang cái tánh Phật vô đây để mà tạo công đức. Thì bây giờ nhờ cái vô minh tan thì mới hiểu được tạo công đức để đi ra. Nhờ cái tan cái vô minh này mà mới biết rằng cái thân tứ đại chúng ta là cái thân đại dương hợp nhơ nhóp, kêu là bất tịnh, trong chuyên môn gọi là bất tịnh. Mà bây giờ muốn sống một cái thân mà thanh tịnh là ở đâu? Cấu trúc bằng tứ đại và điện từ âm dương không thanh tịnh được, mà muốn thanh tịnh phải trở về Phật giới, tìm một số công đức trở về Phật giới, mang một kim thân Phật thì mới gọi là thanh tịnh vĩnh trường. Đó, thầy hai cái vị này thì bác đã nói rồi, thì con có đồng ý không? Con thắc mắc gì thì dạ, con cứ hỏi. Dạ, thưa viện chủ, thì theo con biết á, voi trắng sáu ngà, người ta, những cái người trên mạng á, mà những vị mà danh tiếng họ nói là sáu ngà tượng trưng cho lục độ ba la mật. Nếu mà viện chủ, xin viện chủ giải thích cho con là lục bộ độ ba la mật là gì? Dạ. Cái lục độ ba la mật ở đây á, là Đức Phật dạy trong vật lý, chứ trong này, ở trong này không có lục, không có độ được cái nào trời trơn. Trong trái đất này không có độ ai được hết đấy. Trái đất này người anh muốn lên trời ở thì anh tu như thế nào, chỉ cái công thức anh lên cõi trời vô sắc, hoặc là cõi trời ngọc hoàng, cõi trời thượng đế, hay là nước tịnh độ, đó là độ rồi cái này nè. Nhưng mà trong cái này là gọi là quy luật luân hồi, anh không có độ, lục độ phải là bậc. Đây là nói xin lỗi những cái ông thầy ông tưởng tượng ra nói thôi. Trong sách vật lý thì có nói, nếu mà nói về sách vật lý thì lục độ ba la mật là đúng nha. Còn nếu mà nói về thiền tông, lục độ không có nói. Bởi vì cái con voi trắng sáu ngà nó là sáu cái mũi dùi để nó dùi thủng cái vô minh. Bây giờ không lẽ là lục độ ba la mật gì? Trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định. Tôi hỏi chứ bây giờ hỏi cho anh, trì giới trì gì trong này là trì cái gì? Bây giờ sống trong quy luật vật lý, anh bệnh uống thuốc, đói phải ăn, không có ông nào mà chạy được cái nào, không có ngồi đó mà nói tôi độ này độ, không có. Mà cái này là sở dĩ Đức Phật dạy, là dạy cho những cái người mà tu vật lý á, năm pháp môn đầu, 45 năm đầu dạy cái lục độ ba la mật này. Nhưng mà khi dạy qua thiền tông dẹp hết, không có xài cái này. Bởi vì thì khi mà tới cái này Đức Phật bảo là mấy ông muốn giải thoát thì phải tu Như Lai thanh tịnh tiền, nhưng năm pháp môn kia phải bỏ. Chửi Đức Phật liền, ông dạy đã tu rồi bây giờ ông giữ bỏ đó. Thì bây giờ nếu mình đi sâu về cái lục độ ba la mật, không có độ trong thế giới này, không có độ gì được hết, mà không có tu nữa, nếu anh tu là anh sai. Để tôi nói chuyện này, tu cái gì? Có gì? Bởi vì trong cái đoạn đó, có một vị tiến sĩ Phật học, mà khi mà ông hô ông kiến tánh rồi ông tu, thì tôi có nói là nếu kiến tánh là tu là thầy chắc riêng rồi, tự nhiên đem cái tánh của mình ra tu. Tánh Phật của mình có gì ra tu? Lục tổ nói là bản lai vô nhất vật, nó không, nó phải là cái vật mà anh đem tu, tu cái gì? Mà một tiến sĩ Phật học chứ không phải nhỏ mà giảng như vậy là như thế nào? Không hiểu thiền tông thành nó mới giảng vậy, chứ mà hiểu thiền tông rồi không ai mà giảng được cái chuyện này hết. Rồi con cứ muốn hỏi gì dạ, thưa viện chủ, nếu mà như vậy á, lục độ ba la mật như viện chủ nói là bố thí tinh tấn nhẫn nhục và thiền định trí tuệ ha, bây giờ bác nói cho con nghe nè. Bây giờ con muốn bố thí gì? Trì giới. Bố thí để làm gì? Bố thí để hưởng phước dương, để lên các cõi trời hoặc nước tịnh độ. Trì giới gì là không có dám làm gì hết á, ngồi đó đi, ngồi đó mà trì, đói làm sao đây? Bây giờ hỏi vậy chứ giờ trì giới có nghĩa là năm cái đúng, lương lục tổ nói này, mấy cái giới mà một Phật tử thôi, năm giới cấm. Bây giờ cái ông đó bảo là bây giờ không hút thuốc, nhưng mà cái ông nó hoàn toàn hút thuốc, mà tôi đâu có trì cái giới này, tôi đâu có giữ cái giới này chi. Ông không uống rượu, tôi đâu có đi cờ bạc đi này kia, thì làm sao mà tôi giữ này?
tôi không có xài, lục tổ đã nói rồi. Nghĩa bằng nếu á, người ta không có làm thì đừng có đem cái luật này áp cho người ta. Đó, con hiểu cái chỗ đó. Còn cái chuyện mà trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định, bởi vì cái thiền định mà ở trong này, thiền cái gì? Ở trong cái giọng bảo mà muốn thiền ngồi thì làm sao biểu yên, không có yên được đâu. Nhưng mà đây là Đức Phật dạy cho cái người tu vật lý. Để chi? Để khi mà thiền tông công bố ra rồi thì cái này mới xóa bỏ đi. Thành ra bây giờ mới gọi là chuẩn hóa lại tất cả những lời Đức Phật dạy cách đây 2562 năm về trước. Nên nhớ là chùa Thiền Tông Tân Diệu là phải chuẩn hóa lại, nói đúng sự thật cách đây 2562 năm về trước. Rồi con có vậy xin viện chủ chuẩn hóa giùm con lục độ ba la mật, nếu mà tu giải thoát là thế nào? Chứ ba la mật, cái này lục độ ba la mật, cái ba mật là nó là thanh tịnh thôi. Lục độ cái gì? Tôi nói trong thế gian này không có cái lục độ này, không có xài. Thiền Tông có xài cái lục độ này ha. Để khi nào con có rảnh con cứ hỏi tới đi, bác sẽ nói cho. Còn con không hỏi bác không nói. Ông ý con là lục độ ba la mật có nghĩa là bây giờ bố thí tinh tấn trì giới nhẫn nhục thiền định trí huệ thì bây giờ ba la mật là chỗ trong thanh tịnh thôi. Dạ, nhưng mà bây giờ bên Thiền Tông là lục độ là gì? Có phải là mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý hay không? Mắt tai mũi lưỡi thân ý là chuyện khác, còn cái ba la mật nó khác. Ba mật là thanh tịnh, lục độ ba la mật có nghĩa là độ là mình hồi đó mình thấy thì sao đó, bây giờ muốn độ cho nó qua cái thanh tịnh này là không có được. Cái con mắt thịt con người thì không có nói là thấy trong thanh tịnh được, mà muốn thấy thanh tịnh nó phải chuyển qua cái tánh Phật cái mới thấy được. Mà tánh Phật đó thì phải kêu bằng dùi thủng cái vô minh thì tánh Phật mới hiện ra được. Còn bây giờ tánh người đang ở nhìn ở trong cái mắt thịt, trong cái vô minh mà biểu thấy thanh tịnh sao được. Nếu mà con ở trong này con dụng công mà con thanh tịnh, con trở thành một vị A La Hán rồi. A La Hán là phải dụng công để cho nó đi vào trong cái niết bàn tịch tỉnh, gọi là A La Hán. Nói cho con nghe là lục độ mà là độ vào sáu cái đường đi vào cái thanh tịnh thôi. Nhưng mà cái này Thiền Tông không có xài. Thiền Tông bởi vì Trần Nhân Tông nói như sao? Trong nhà có báo thôi tìm kiếm. Đã mình trong nhà mình có cái tánh Phật rồi mà mình đi tìm Phật ở đâu? Đó, bây giờ ông Trần Nhân Tông vẫn ngộ ra, ông nói được cái này. Chỉ có người Thiền Tông mới hiểu cái này. Còn nếu mà người tu mà vật lý không hiểu đâu. Nghe nói là dường như là bác bỏ hết, không phải. Vật lý anh muốn tu luân hồi thì anh tu đúng theo quy luật vật lý. Còn muốn tu giải thoát phải đi đúng cái quy luật giải thoát thì mới ra được. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, vậy con xin cảm ơn, để con về con tìm hiểu lại kinh sách. Tại vì cái này là những vị danh tiếng nói, là con coi con hiểu, thì con nói hỏi như vậy. Cái này như những vị đó là đều danh tiếng và có bằng cấp cao. Còn viện chủ con thấy là chẳng có bằng cấp gì, cho nên là con phải hỏi là như vậy. À, xin để con kiểm tra lại. À, xin cảm ơn viện chủ. Dạ. Xin mời vị tiếp theo ạ. Xin mời anh áo xanh. Dạ, xin kính chào viện chủ, kính chào các quý Phật tử, các quý vị quan khách, các quý vị có mặt hôm nay. Tôi tên là Đoàn Trúc Nhân, tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cũng có một số cái thắc mắc về Thiền Tông, xin viện chủ trả lời giúp cho tôi. Tôi là tài xế taxi, thì trong lúc mình lái taxi thì có tập thanh tịnh thiền được hay không thưa viện chủ? Tất cả làm việc mà ở yên một chỗ tu thanh tịnh thiền được. Còn mà lái taxi nó thuộc di động, không tu thanh tịnh thiền được. Nếu mà cố tình tu thanh tịnh được là vô nhà thương á. Nên nhớ rằng làm việc mà ở yên một chỗ không sao, mà kể cả mà tay chân mình hoạt động tu thanh tịnh thiền không được luôn. Là vì sơ ý một cái là nó chém đứt tay. Tôi nói thiệt cái này. Cái câu chuyện mà của ông Thích Di Lực, Hòa Thượng Thích Di Lực, ông chết ở Santana, Mỹ. Cái bữa đó tôi có đi đám tàng ông. Ông cũng thích cái thu thanh tịnh thiền. Ông đi qua con đường mà ông chỉ dồn đồ xanh đèn đỏ,
vừa bước qua đường đi thanh tịnh mà ông chịu quan sát thì xe thằng Mỹ nó đụng văng lên capo chết liền tại chỗ đó. Tu thanh tịnh thiền ổng là cũng thuộc về thiền sư à, còn con lái xe thì thôi tính tịnh tiền thì ở lúc nào ngủ nhà tu, còn đi ra thì phải quan sát đường xá này kia nọ, người tới người lui, xe này xe kia, chứ ngồi thanh tịnh thiền thì sao đây thì không tốt. Còn nếu mà cố tu thanh tịnh thiền nữa thì chạy vô chà rẫy luôn đi con. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, qua câu hỏi gì chỗ con rút kinh nghiệm. Dạ, câu hỏi kế tiếp là những người làm công quả, những người giữ xe cho Phật tử, hay là nấu ăn, hay là đắp tượng Phật, thì cho theo chùa Thiền Tông á, thì có công đức hay không? Những người này nếu mà làm cho chùa Thiền Tông, mà tất cả những vị vô chùa Thiền Tông mà ta đọc được những cái bản, hay là ta nghe những cái gì trong này mà ta giác ngộ được, thì cái người đó được một phần công đức nhỏ thôi. Nên nhớ được, phần công đức nhỏ ha. Nó có liên can đến, chứ không phải. Nhưng mà giống như là người ta có cơm, mấy người đó có cháo, nó không có nặng nề được, có công đức. Rồi con hỏi tiếp. Chỉ còn những người cũng làm như vậy mà cho chùa mà tu theo vật lý á, thì cũng có công đức giống vậy hay không thiền chủ? Nếu chùa vật lý á, mà chùa vật lý thì nó có hai cái dạng chùa. Một cái dạng chùa mà dạy người ta nó giảng sanh á, đi lên nước tịnh độ hay đi lên các cõi trời, thì cái người đó có phước đức, một phần phước đức. Còn cái chùa mà đưa cửu thiên quyền nữ vô thờ một cái đó, thì cái người giữ xe ác đức luôn, theo nghĩa là ăn chia mà. Cái người giữ xe đi chia mọi một phần mười đó. Nếu mà cái chùa mà dạy người ta giảng sanh thì có phước đức, mà cái chùa dạy mê tín gì đó, người giữ xe bị ác đức luôn. Rồi con thắc mắc con cứ hỏi. Dạ vậy con hỏi câu kế tiếp là những người tu mà đứng ra cất chùa thật lớn thì chắc cũng có công đức thật nhiều ha thưa viện chủ. Cái chùa nào cũng vậy, cất chùa thì cũng có ba dạng. Nếu các cái chùa để phổ biến giác ngộ và giải thoát, nó tắt là Thiền Tông, thì tất cả những vị đó đều một viên gạch cũng có công đức. À, còn nếu mà càng to thì công đức càng lớn. Còn cất cái chùa để dạy giảng sanh hoặc đi lên cõi này cõi kia thì phước đức. Còn nếu mà cất cái chùa để mà đưa một vị thần vô hoặc một thánh mẫu vô thờ thì thôi ác đức. Bởi vì Bất Phận nói là Như Lai dạy rõ ràng công đức, phước đức và ác đức, nó có ba phần rõ ràng, chứ không có nói cái chuyện mà khấu chuyện mà tạp nhạp được. Thì Đức Phật dạy một vị thái tử bỏ cung vàng địa ngọc đi ra để mà giảng cái này thì có gì phải hay hơn cái ngôi vua, ngôi thái tử? Thì mình xét vô giống như mình ông Trần Nhân Tông mình nè, ông bỏ ngôi vua để ông lên núi Nhân Tử thì ông phải nói cái gì hay hơn cái ngôi vua thì ông mới nói. Chứ không lẽ giờ mà Trần Nhân Tông lên trển ông nói cái chuyện mà cúng lại này kia nọ, không có. Nên nhớ rằng hãy cắt chùa nó có ba cái dạng. Một là chùa dạy giải thoát là được công đức, chùa dạy giảng sanh là phước đức, chùa cho người ta mê tín gì đó là ác đức. Bất cứ ai mà bỏ một viên gạch nào thì tùy theo vô cái thành quả này, gọi là nhân quả của trái đất này, nó đi quay, nó quay theo kiểu đó. Rồi con có thỏa mãn không? Con có hỏi tiếp. Dạ, vậy con có câu hỏi kế tiếp là những vị thầy á, những vị thầy có tiếng trên mạng á, có giảng là mình muốn tạo công đức á thì phải dụng công ngồi thiền cho thật niêm mật thì lúc đó tạo công đức thật nhiều. Còn chùa Thiền Tông mình là giúp cho nhiều người giác ngộ hiểu biết giống mình thì có công đức, thì thật hư chuyện này thế nào, xin cho viện chủ cho ví dụ cụ thể. Tất cả những người tu theo đạo Phật á, phải hiểu nguyên tắc của nó. Thế giới này gọi là thế giới vật lý nhân quả luân hồi. Anh ngồi dụng công tu thiền thì anh có cái thành quả là anh đạt, anh muốn cái gì đó, anh muốn cho cái tâm thanh tịnh hay gì đó. Chứ còn công đức làm gì có cái chuyện này. Công đức là anh giúp người ta giải thoát mới là công đức.
còn anh giúp người ta an vui gọi là phước đức, anh đè người ta xuống khổ sở gọi là ác đức. Đi ba cái đường rõ ràng, chứ đừng có ngồi thiền mà tôi ngồi thiền có công đức, nói tầm bậy. Cái này ông Phật ông đâu có nói chuyện đó. Trong kinh Đức Phật có nói rất rõ ràng, nếu anh muốn giúp người ta giải thoát thì anh mới có công đức, giúp người ta an vui thì mới phước đức, còn anh làm khổ người ta ác đức đó. Còn căn cứ vào cái ba cái vế này thì con sẽ hiểu cái người đó nói như thế nào. Bây giờ tôi nói thật, những vị mà cắt cái chùa ra, tại vì người ta không hiểu giác ngộ là gì, giải thoát là gì, người ta phải ngồi ta tưởng tượng ra, ta nói đủ thứ để gì, câu Phật tử đến để đi chùa, mà có Phật tử đến thì mới có cái vụ trả tiền điện. Còn nếu mà chùa mà không có tiền Phật tử đến thì sao đây, rồi tiền đâu trả tiền điện. Thành nó phải bày đặt nói này nói kia, nhưng mà cái chuyện thì thôi, nó nhân quả như thế nào thì chuyện của nó. Bây giờ tại vì ông Phật nói rõ, nhưng mà cái kẹt đó là cái thiền tông này Đức Phật không có dạy từ ban đầu, dạy ban đầu chỉ có độ năm anh em Kiều Trần Như và bốn người bạn đồng tu là Ma Na, Mát Bệ, Tiểu Hiền, Mã Thắng thôi. Còn tất cả cái này ông bảo là phải đưa tới cái thời kỳ mạt thượng pháp mới nói ra, mà nói trong vòng tồn tại 50 năm hoặc cao lắm là 70 năm là mất. Mà bây giờ nếu mà đúng theo cái thời gian 10.000 năm của trái đất này một lần nó bị bệnh thì mình đây giống như một cái tia sáng chớp thôi, ai thấy được là thấy, theo được thôi, rồi xe nó sẽ mất. Thì con phải nhớ là các chùa công đức, phước đức, ác đức nó nằm ở trong ba cái vế đó. Thì con nói nhớ là giúp người ta giác ngộ giải thoát công đức, chứ còn ngồi đó tu thiền công đức công gì, ông lo của ông chưa xong mà nói có công đức cái gì. Ông ngồi đó riết ông mê tín người ta, trái đất này mà làm gì mà có cái chuyện mà ngồi đó là giải thoát. Rồi thì con có thắc mắc con cứ hỏi. Dạ, những giải đáp của viện chủ thì con đã thông rõ, nhưng mà con muốn hiểu thêm một cái chỗ này là những người tu trong thiền tông thì có những cái danh từ gì để gọi quà, những nhiệm vụ của những vị ấy như thế nào thưa viện chủ? Trong thiền tông thì nó có những danh từ, mà thôi bây giờ thì nếu nói về người tu thì phải nói hết. Nếu mà tu theo vật lý á, tu theo chứng đắc á, thì nó có bốn giai đoạn mới vô tu chùa vật lý á, thì gọi là sa di, gọi là chú tiểu á. Mà tu được 5 năm thì sẽ cho thọ giới tỳ kheo, tức như mang danh đại đức. 10 năm thì được đề bạt lên làm thượng tọa, 20 năm được phong là hòa thượng. Hòa thượng là một vị đó được quyền điều họp tăng chúng hết. Đó là cái giới tu hành. Còn cái giới mà Phật tử á, thì mấy thầy cho đặt cái tên gì, cho cái pháp danh gọi là Phật tử. Mà nên nhớ là Phật tử thôi nha, không có kèm theo cái danh từ gì nữa hết đó. Còn nếu mà thiền tông thì nó có tương tự như thế này. Một người mà hiểu pháp môn thiền tông á, mà hiểu căn bản về thiền tông thôi, gọi là Phật tử thiền tông, mà phải có giấy chứng nhận đàng hoàng chứ không phải nói khơi khơi được. Còn một người giải mã được những lời ẩn ý của Đức Phật dạy mà được truyền thiền rõ ràng, gọi là Phật gia thiền tông. Mà ngày xưa bà Võ Tắc Thiên, vua của nước Trung Hoa xưa, đã được cái này, còn lưu lại tới bây giờ. Còn mà cao hơn nữa là những người Phật gia thiền tông mà giúp cho 15 người đạt được bí mật thiền tông, 30 người giác ngộ yếu chỉ thiền tông, với điều kiện người này muốn tôi cấp cho tôi, phong tôi là thiền tông gia để gì? Để tôi có cái căn bản tôi đi trợ giúp người khác. Thì chùa thiền tông nào, không phải nói ở đây đâu, chùa thiền tông nào có bổn phận phải tổ chức một cuộc lễ truyền thiền cho người ta nào không thiền đàng hoàng. Đó là quy tắc của thiền tông là vậy. Nó có ba cái cấp bậc nó như thế này. Nhưng mà đây là cấp bậc để mà nói thôi, chứ không phải là có cái tác dụng gì đâu. Để cho biết một thiền gia nó ngang với một thiền sư của ngày xưa đó, của phe Lâm Tế, Tạo Động, Quy Ngưỡng, nó tương đương vậy đó. Mà nên nhớ đằng sau đời Lục Tổ mới có là thiền sư thôi nha.
trước không có. Vì trước lục tổ không ai nói cái này, làm sao ai biết. Mà lục tổ khi công bố huyền ký rồi thì các vị này mới hiểu được, thì mới nói ra là thiền sư với sự thật. Mà lúc đó tôi nói thật, ở Trung Hoa thiền sư cũng giả tạo nhiều lắm. Cái số lượng tôi nói thật giả rất nhiều. Thì nói cho biết đó, thì nếu mà tu thiền tông thì nó có 3 cấp bậc dạy, còn mà tu bên vật lý thì nó cũng có 3 cái phần dạy, nhưng mà có 1 cái phần Phật tử. Rồi con cứ hỏi tiếp. Dạ vậy cho con hỏi thêm cái phần thiền sư, thì bây giờ mình ra ngoài mình nhìn vị thiền sư đó như thế nào mình mới biết chắc vị đó là thiền sư hay là giả mạo, thưa Dũng Dũng? Cái này kiểm tra dễ ợt đó. Tôi nói thật cả nha, nước Việt Nam giờ không có một cái thiền sư thứ thiệt, mà thiền sư thứ giả rất nhiều. Một thiền sư thứ thiệt á, đưa tiền cúng cho người ta, ta lấy chứ không phải không. Nhưng mà ta hỏi chứ quý vị cúng này để làm cái gì? Nếu mà nói để mà giúp người giác ngộ giải thoát thì thiền sư mà lấy. Nó ở đây cúng để cầu này cầu kia dẹp trả lời liền. Đó là thiền sư thứ thiệt. Mà nhớ là thiền sư đi không ai biết, đến không ai hay mới gọi là thiền sư. Còn thiền sư giả dễ lắm, bây giờ nó trang nhãn rồi. Bởi vì sao giả? Là vì danh từ thiền sư rất nhiều người mến mộ và rất nhiều người cúng tiền. Vì vậy mà thiền sư tốt nghiệp rất nhiều. Thiền sư giới giả đi phải có cái lọng che, cái chù che nha. Rồi đi thì không dám ngó qua ngó lại, chăm chăm với đất đi. Đó là thiền sư giả. Để chi vậy? Để cho người ta nói ông thiền sư này thứ thiệt đó, ông đi ông dám ngó ai đó. Đây là cái hình thức trang bị cho một ông thầy thôi. Cái này là tuyệt. Cái này là trong thiền tông rất kỹ cái chỗ này nha. Còn thiền sư thứ giả dễ ở đó. Tới xưng tên xưng tuổi, có bao thơ tiếp, còn không có bao thơ thông, thiền sư mệt rồi không tiếp. Hoặc là thấy cái giấy chuẩn 100.000 hay 50.000 thôi, thiền sư mệt rồi. Mà cái bao cộm vậy nè, tôi có từng chứng kiến một cái chuyện này. Phái đoàn của tôi đi tới một nơi tôi không nói, thành phố Hồ Chí Minh đến, giờ không thấy trên tay, không có ai có dễ, thấy bộ nghèo quá, nên nay thầy bệnh rồi. Mới giờ bước đi ra cái hà, cái một đám kia đi vô, cũng đây, tụi con ở Cali qua, rồi cái thị giả mở vô liền, mà mình còn đứng đó đáng lẽ gì phải kêu một chục kính chút đi. Thì tôi mới ra ngoài tôi nói trời ơi, cái quán cái ca cái Cali mà mạnh hơn cái thành phố Hồ Chí Minh, dở cái quán cái ca Cali có đựng được bao nhiêu nước đâu, mà thành phố không bằng đó. Tôi thấy đó là chắc chắn 100% giả. Nhưng mà đã ra tôi nói là trong cái Việt Nam này không có một thiền sư thiệt. Nếu thiền sư thiệt nào tôi hỏi mới trả lời được thì mới là thiền sư thiệt. Không, hoàn toàn là giả hết. Tôi nói thật, đây là cái tôi nói là khi nào, bởi vì cái thiền sư này nó quay quá mà nó nói ra để người ta cúng. Thì thôi ai không dạy gì mình xin thiền sư mà đâu có mất tiền đâu, ai kiểm tra giấy thiền sư của mình đó. Nên nhớ là giả thì cái gì cũng làm, còn thiệt thì ta hỏi là mau nè, anh để làm cái gì nha. Mà ta nói tận tình, ta nói vậy nói giải thoát thôi, chứ còn có chuyện mà anh đi du lịch hay làm gì không có nói nha. Còn tất cả thiền sư giả ưa nói là tôi đi đây đi đó, tôi cắt được bao nhiêu cái chùa tôi làm nữa, đó là thiền sư giả hoàn toàn 100%. Tôi nói thật. Rồi con hỏi tiếp. Dạ rồi, qua những câu giải đáp của viện chủ con đã rõ thông hết rồi. Dạ xin cảm ơn viện chủ. Xin mời quý vị đặt câu hỏi. Xin mời anh. Kính thưa ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu và kính thưa viện chủ. Như vừa rồi buổi vấn đáp đầu tiên á, tôi có hỏi một câu về Phật tánh và viện chủ trả lời thì tôi cũng rất đồng tình. Và hôm nay tôi có 3 câu hỏi thắc mắc tôi xin được hỏi. Nhưng câu hỏi của tôi rất đơn giản nhưng cũng đụng chạm khá là nhiều người, thì viện chủ có đồng ý trả lời cho tôi hay không?
Với phần nữa là tôi là người học đạo, tôi muốn kiểm chứng một cách rõ ràng, thực tế đó. Rồi không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người ở đây ai cũng muốn như tôi như vậy, thì ý viện chủ như thế nào? À, mời anh hỏi tự do. Anh hỏi anh phải có cái điều kiện hỏi như thế này nha. Hỏi cái vấn đề gì phải đi đúng cái vấn đề đó, đừng là thứ hai nữa. Tôi trả lời không đúng câu hỏi anh được quyền chính chứ không có hỏi. Điều thứ ba nữa, nếu mà tôi tập vòng vòng anh nói thôi thầy đi xuống đi, thầy đi ngủ đi, đừng ngồi đây, cho được. Tôi không, dạ. Không sợ mất lòng đâu, tôi nói thật. Và câu hỏi thứ nhất của tôi có hai ý. Ý thứ nhất là tại sao các thầy giảng là Đức Phật dạy 84.000 pháp môn mà ở đây viện chủ chỉ nói có 6 pháp môn? Mà ý thứ hai, trong 6 pháp môn này có Tịnh Độ Tông, Mật Chú Tông. Như vậy Tịnh Độ Tông, Mật Chú Tông tu thành tựu được cái gì? Xin mời viện chủ trả lời cho tôi. Ai nói Đức Phật dạy 84.000 pháp môn? Dạ, tại vì tôi có đọc trong coi trên mạng, coi trong kinh sách. Thôi tôi biết rồi, tôi chỉ xác nhận vậy thôi. Cái phần này tôi sẽ nói riêng. Dạy 6 pháp môn tu còn không tu nổi mà 84.000 pháp môn. Tôi nói thiệt. Khi nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội có hỏi tôi vấn đề 84 pháp môn, tôi nói mấy thầy á, chứng minh là 84.000 pháp môn đi. Qua cái pháp môn thứ 7 thôi, nếu mấy thầy nói được. Sau cùng nhà xuất bản Tôn Giáo phải ngưng, phải lại đồng ý với tôi. 84 pháp môn này nó không phải là cái pháp môn, mà do cái vọng tưởng con người nó tràn ra, nó dậy á, nó dậy đầy như vậy á, mới 84.000 cái tưởng tượng của mình á, chứ không phải là cái pháp môn đâu. Còn đi vào cái câu hỏi là tu Tịnh Độ Tông cái gì, thì tin được tu Tịnh Độ Tông là vãng sanh. Nên nhớ anh phải nghe từng câu từng chữ nha. Vãng sanh đến nước Tịnh Độ. Vãng sanh là sanh đi. Nhưng mà anh muốn lên đó thì anh phải có cái điều kiện, chứ không phải anh muốn lên đâu. Thì ở thế giới này nè, anh phải làm phước cho nhiều. Lúc nào anh cũng mong muốn là về cái nước Tịnh Độ ở. Trong kinh Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang có nói nè, nước Tịnh Độ là nước gì? Trên đó đất bằng vàng, chim thì bằng ngọc, chim thì nó ca hát suốt ngày, cây cỏ cũng quả lá bằng ngọc, đi chu du đâu cũng được. Thành ra cái ở dưới trái đất này là thấy cái chỗ đó hay, đẹp quá, cái gì cũng đang quý quá, bỏ số tiền đi, mong muốn về tỉnh ở. Mình phải mong muốn đi, nhưng mà đi phải làm phước mới đi được. Cái phước của mình đó là cái hành trang để mình đi. Còn cái ham muốn của mình là cái lực để nó đẩy mình đi tới cái chỗ đó. Vì mỗi trong cái tam giới này, mỗi một nơi nó có cái tần số riêng. Anh ham muốn cái gì, tần số nó kéo anh vô chỗ đó. Chứ không có bàn tay, ông thích, ông A Di Đà cũng không có kéo anh được đâu. Nhưng mà ông chỉ cái cách cho anh mà người ta bây giờ ta không hiểu, ta tưởng A Di Đà kéo. Anh tạo đúng cái tần số đó, có cái số tiền bao nhiêu đó, con phước bao nhiêu đó, tự động. Khi mất thì trung mắm thân nó sở chở trực chỉ anh vào cái nước đó. Đó. Bây giờ thì nói, nếu mà nói ra cái nó dài dòng thì bây giờ tôi nói là thứ nhất anh phải làm phước thiện cho nhiều, anh ham muốn thật tột độ, thì khi hết duyên thì trung ấm thân sẽ chở anh về nước Tịnh Độ xong. Rồi lên đó anh sẽ hưởng những cái gì mà trong kinh Vô Lượng Thọ giờ Vô Lượng Quang nói. Vì thế mà trong kinh nó nói là cái nước đó là gì? Nước Cực Lạc, có nghĩa là vui sướng tột cùng. Anh nghe ở đây mà nghe nó vui sướng tột cùng là anh mừng quá vậy, thì bỏ bao nhiêu tiền cũng làm để đi lên đó ở hưởng sung sướng đó là vậy. Rồi còn cái vấn đề Mật Chú Tông nó cũng nằm ở trong cái dạng này. Cái Mật Chú Tông này nó không có giảng sanh nha, nên nhớ là cái Mật Chú Tông không giảng sanh, mà Mật Chú Tông thì được đi vào, tự mình đi vào. Vì cái cõi đó nằm ở đây này chứ không nơi đâu. Mà nếu anh mà làm thần thì ở đồng bằng, anh ở trên đầu ngọn cây, đầu cây thôi. Còn nếu anh trên núi thì ở chân núi á, nếu làm thần ha, thì tôi sẽ nói cái phần này. Thì anh cũng phải làm phước cho nhiều, phải niệm câu thần chú. Vì cái câu, mỗi câu thần chú nó đều có cái quay lực. Anh mà tu Mật Chú rồi, nó có cái quay lực, anh làm chủ ông thần đó luôn.
anh sai cái gì thì nó làm cái đấy. Thì trong cái người Ấn Độ nó có lập cái kia, có cái phim gọi là Aladdin và cái đèn thần. Anh nhớ không? Anh nắm được cái bài chú rồi, anh niệm ông thần phải nghe anh đó. Ở tại chỗ thì anh sử dụng thần thông được, anh được quát biết quá khứ vậy lại. Còn khi anh muốn thi thố một hai gì anh làm được, mà anh phải niệm cho đến đúng cái quy luật của nó thì anh mới trở thành. Mà khi được rồi thì tự động anh tạo cái tần số hút vào cái loài thần để anh sống. Mà đa số là gì, người tu mặc chú là muốn thần thông, thần thông thì anh phải làm đúng cái quy luật của nó thì tự nhiên nó có thần thông. Mà khi đã có thần thông rồi, hết duyên sống ở đây thì anh phải vô thế giới loài thần ở, chứ không phải giảng sanh, phải vào thế giới loài thần ở. Rồi có hiểu không, có thắc mắc thì hỏi tiếp. Dạ không, tôi hỏi câu thứ hai. Ở trong thành phố cũng như các tỉnh thành, hiện tại bây giờ thì tu viện thiền viện rất là nhiều. Vậy xin viện chủ giải đáp giùm cho tôi là trong đó dạy gì, và khi mà thành tựu thì được cái gì? Tu viện thiền viện phải không? Dạ. Hai món. Tu thì rõ ràng mình vô đó mình ngồi mình tu, mình dũng cống mình tu. Mình tu cái gì mà mình ham muốn đó là rồi tu viện mà. Thiền viện là vô dũng công ngồi tu bất cứ cái gì ông thầy chỉ. Thường thường cái thiền viện đó do một cái ông thầy quản lý, thì ông dạy cái gì mình phải vô đó mình tu, gọi là thiền viện. Vô ngồi thiền mà, cái viện ngồi thiền. Cái thiền viện này ở nước Ấn Độ nó có, mà chỉ có người Trung Hoa nó mới có, Trung Quốc mới có thôi. Nó sản sinh là cái này mới đây thôi, chứ ngày xưa không có nha. Khi mà đạo Phật du nhập vào nước Trung Quốc một, khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma vô cũng chưa có. Mà khi tổ Bồ Đề Đạt Ma giao cho Huệ Khả rồi thì bắt đầu cái thiền viện nó mới mọc ra. Người ta hiểu lầm về cái đức cái ông tổ Bồ Đề Đạt Ma này, thành ra ta ngồi ta dũng tu. Bởi vì mà lúc đó ông tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng không dám cải chánh nữa, là vì ông có cái nhiệm vụ mang cái quyền ký này đi đến phương Đông thôi, mang cái thiền tông này đến phương Đông thôi. Mà ông là ông nói, nhưng mà ông có nói là đây là cái giáo ngoại biệt truyền, không có nói được. Bất lập chân trữ giáo ngoại biệt truyền thôi. Chỉ ai mà thấy được tánh mình thì kiến tánh thành Phật. Ông chỉ nói vậy, ông không có dạy bất cứ cái gì. Bởi vì cái nhiệm vụ ông phải dạy cái này. Vì thế mà mấy ông sư ở bên đó bắt đầu tưởng tượng ra lập thiền viện từ lúc đó. Mới có thiền viện nha. Còn cái tu viện đó đúng là đạo Phật không có đâu. Nhưng mà lây căn, đây căn ai biết không? Là Đạo Thánh. Đạo Thánh lập cái tu viện ra để gì? Vô và sửa mình, xếp mình, ăn năn hối cải, cầu xin cái gì đó. Mà bây giờ tôi nói Đạo Thánh thôi chứ tôi không nói đạo nào. Cái tu viện để ý. Rồi bây giờ cái đạo Phật mình là bắt trước, mấy ông thầy bắt trước là lập ra cái tu viện vô đó là cầu xin lại lục. Đó là gọi là cái tu viện. Nhưng mà tôi nói thật, tôi nói thật nha, từ Bắc chí Nam bây giờ nó có hai cái tu viện thôi. Một ở Cầu Hang, tu viện Quan Âm ở Biên Hòa. Hai, tu viện Tường Dân ở Bình Chánh. Đây là mới đẻ sau cùng. Khắp trong nước tôi đi hết trong nước không tìm thấy hai, không tìm cái thứ ba. Mà thiền viện thì có nhiều, nhưng mà cái tu viện mới có hai cái. Trong nước Việt Nam có hai cái. Chứ mà ông thầy tu theo đạo Phật không biết cái gì thì mới lập, nghe cái tu viện hay quá tưởng nhiều nó ngầu tu để thành Phật này. Trời ơi, cái đó bởi vì làm con của Phật, là môn đồ của Phật phải nghiên cứu cho kỹ ông Phật nói cái gì. Còn ông không nói gì mình vô mình lập, nghe người ta nói sao, đem cái đạo bên kia vô. Tu viện là gì? Là do mấy đạo thánh ta vô để ta cầu xin lẫn lại, ta sám hối ăn năn cái gì trong đó ha. Mình dịch tự nhiên là mình theo thằng Phật tu giải thoát mà vô trong đó lập ra cái này để làm cái gì? Rồi con hỏi rồi, đặt câu hỏi tiếp. Dạ câu hỏi thứ ba. Theo tôi tìm hiểu thì tôi được biết á, là dòng chảy của mạch nguồn thiền tông thì được các tổ sư thiền dẫn đi. Sao không nhắc tới dòng thiền Lâm Tế, Dân Môn, Tào Động, Pháp Nhãn và Quy Ngưỡng? Mà các vị thiền sư này là đệ tử sau thời Đức Lục Tổ Huệ Năng. Như vậy là như thế nào? Có được truyền thiền hay không? Và có khác biệt gì với pháp môn thiền tông mà chùa Thiền Tông Tân Diệu đang phổ biến hay không?
Nên nhớ rằng dòng thiền tông chứ không phải là dòng thiền sư. Nên nhớ một điều ha, dòng thiền tông anh đủ tư cách một tổ thiền á, tổ sư thiền á, thì anh mới được quyền cái này. Còn mấy ông dân môn lâm tế thì mấy ông đó là đệ tử của ông Huệ Năng, đâu có đủ tư cách bước vào trong hàng ngũ thiền tông này. Mà chỉ lục tổ Huệ Năng công bố quyền ký, mấy ông học lớn thôi, Huệ Năng không dám nói giải thích cái này. Mà khi đến hỏi lục tổ Huệ Năng, lục tổ Huệ Năng dạy cho bát nhã thôi à, không dám nói một cái gì được. Là vì ngũ tổ Hoằng Nhẫn có nói thế này: ông chỉ là con người tiếp nhận quyền ký để đi truyền thôi, để đến khi nào mà Long Nữ thành Phật, Long Nữ nhận được tập quyền ký này là cái nhiệm vụ của cái bà đó đó. Bà muốn nói gì bà nói, Đức Phật dạy gì bà biết. Thì dòng lâm tế rồi quy ngưỡng rồi mấy cái người pháp nhãn làm sao biết cái này, đâu có đủ tư cách đứng vậy, đâu có đủ tư cách mà đi vào trong dòng thiền tông này được. Mà tôi nói thật nha, người Trung Hoa thiền sư giả 80-90%, 80-90% về giả hết. Còn ở Việt Nam thiền sư giả tôi nói 100% chứ thôi tôi cho bớt rồi, còn 99%. Bây giờ tôi chứng minh là cái thiền sư giả như thế này, lập ra cái thiền viện tu, hỏi tu gì, tu thiền tông hả, tu thiền tông tôi không biết. Ở trong này là có nhiều anh em đi hỏi, nó đã anh tu thiền tông mà anh không biết làm cái gì. Giống như anh mở cái trường học ra anh dạy chữ, người ta hỏi chữ anh không hiểu, rồi bây giờ có đó phải là giả không? Bây giờ rồi mấy anh em hỏi chứ bây giờ thưa thầy, giác ngộ là gì? Không biết, trả lời tầm bậy tầm bạ. Cái câu chuyện còn cái giải thoát nó rất cao, làm sao trả lời được? Cái đó là hoàn toàn là giả chứ còn gì nữa. Chả xưng mình là thiền sư, hỏi giác ngộ là gì không biết, giải thoát là sao không biết, 100% giả vậy. Mà trong khi người nào cũng biết đi vô đó nói. Thành bây giờ cái dòng thiền này nói cho em biết là đi theo cái dòng thiền tông thôi, chứ không có mấy ông thiền sư không có nhào vô đây được. Thiền sư Đức Phật nói giả lắm, về sau này giả, hàng lúc này hàng giả nhiều lắm, Đức Phật không cho. Kể cái đất rồng này là không có thiền sư nè, nó thật. Ông cam đoan là đất rồng không có thiền sư, mà giờ thiền sư mọc lên như nấm. Rồi bây giờ nói sao giờ? Để em hỏi tôi mới nói nha. Còn bây giờ ai giả thì tôi cũng nói, ai giả tự mày biết. Còn ai nói tôi thiệt là đây, đối chất, ở đây tôi tổ chức cho đối chất. Đúng, em hỏi tiếp đi. Qua ba câu trả lời của viện chủ thì tôi tạm tin, nhưng mà tôi cũng phải xem xét lại. Tại vì tôi hiểu là Đức Phật dạy rất là khoa học và thực tế, không như những gì mà mơ hồ hay là mê tín gì hết á. Thì cảm ơn viện chủ, tôi không còn gì để hỏi. Xin mời vị tiếp theo. Nhiều người quá. Xin mời chú lớn tuổi. Dạ thưa viện chủ và thưa quý vị, lần trước tôi đã tới là cũng tham vấn, nay tôi đến đây để tôi tham vấn, tôi phải tìm hiểu cho ra rõ lẽ, chứ không có tu mù mà tu không chào để cho mấy thầy cho tôi ăn cái bánh vẽ. Nhưng tôi đến đây, bạn tôi xin phép là bạn tôi mới nhờ tôi đặt câu hỏi đối với viện chủ. Xin phép cho tôi đọc, tại ông bạn ông viết dài quá nè, tôi không nhớ được. Tôi đến đây để hỏi một câu giúp bạn đồng tu ở Thị Nghè, quận Bình Thạnh. Tôi xin nhắc lại, đây là ý của bạn tôi. Câu hỏi như sau: tôi xem trên mạng của chùa Thiền Tông Tân Diệu đang phổ biến những quyển sách của ông tác giả Nguyễn Nhân viết về Thiền Tông, nào là tu theo pháp môn của đạo Phật dễ giác ngộ, hành đúng lời Phật dạy chắc chắn giải thoát, rồi quyền ký của Đức Phật theo dòng Thiền Tông vân vân. Thú thật, tôi xem qua các tựa đề là thấy sốc rồi. Vậy cho tôi hỏi một câu thẳng thắn
viện chủ biết thì trả lời, còn không thì thôi. Tôi xin cảm ơn trước. Câu hỏi của tôi như sau: chùa Thiền Tông Tân Diệu và ông Nguyễn Nhân đang mê hoặc chúng sanh có phải không? Căn cứ vào đâu ông dám viết những quyển sách này? Tôi tự hỏi quý thầy hòa thượng tiến sĩ Phật học còn chưa dám nghĩ đến điều này chứ nói gì viết. Ông Nguyễn Nhân là một ông vô danh, chưa từng cạo đầu lần nào mà lại dám viết những quyển sách có tựa đề này, ông có ngạo mạn quá chăng? Xin luật, xin vui lòng giải thích cho thỏa đáng và thuận lý, không dành do. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh á, cũng hay. Tu theo truyền tâm thì phải tu mạnh dạng, chứ không có rụt rè mà khép nép bất cứ ai. Người đứng ra giảng cũng vậy, biết thì đứng ra giảng, không biết thì đừng có đăng đàn mà giảng. Đó, thì cũng nhờ câu hỏi này tôi cảm ơn. Thì căn cứ vào quyển Quyền Ký Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông, tôi mới viết ra được những 10 quyển sách này. Cái đó là tôi nói ngắn gọn. Còn những vị mà gọi là hòa thượng hoặc là tiến sĩ Phật học, nếu người nào muốn viết được cái này thì anh phải kiến tánh anh mới viết được. Còn anh không kiến tánh là anh ngồi đó anh suy nghĩ. Nếu suy nghĩ là không viết nổi một cuốn, chứ đừng có nói mà 10 cuốn như thế này. 10 cuốn này tôi viết 3 tháng là xong hết. Nhưng phải trải ra 10 năm xuất bản, mỗi năm xuất bản một quyển thôi. Đó, tôi nói thật thì anh hỏi thì tôi không đó. Còn nói á, chùa Thiền Tông Tân Diệu này mê hoặc, tôi không có mê hoặc. Nhưng mà tôi cứu á, tôi cứu những người nào mê lầm, bị mấy cái ông thầy mê hoặc kéo vào làm những chuyện mê tín gì đó, làm sai lời của Đức Phật dạy. Đó là tôi không có mê hoặc mà tôi kéo những cái ông này ra. Ngày xưa thấy không biết vô đạo Phật biết cái gì cũng lại cũng cúng này, mà không biết là cái chùa đó làm cái gì, cái thiền viện nó dạy cái gì trong đó. Bây giờ bởi vì khi mà Quyền Ký Đức Phật công bố ra rồi thì bắt buộc Đức Phật phải dạy thế này. Anh cắt cái chùa anh tu cái gì? Sáu pháp môn tu Như Lai đã dạy phải tu cái gì? Anh muốn tu cái gì là anh phải tu, anh đeo cái bảng rõ ràng, chứ không phải ngồi đó mà giống như ở thế gian mà tao để cửa hàng Nguyễn Văn A mà không biết bán cái gì trong đó. Chùa đặt bất cứ chùa thiền viện dạy cái gì phải nói cho rõ ràng. Đây tôi không, chùa Thiền Tông Tân Diệu không mê hoặc, mà chỉ kéo những cái người lầm lỗi bị mấy cái ông thầy kéo vô làm tiền. Tôi nói thật, khi mà Quyền Ký của Đức Phật đã công bố ra rồi, 14 tây tháng 5 này tôi sẽ công bố hoàn Quyền Ký cái này mà đã được chính quyền cho phép, và tôi mời Trung ương vô tại đây luôn để chứng kiến cái gì tôi công bố Quyền Ký này. Đó, thành đã cảm ơn anh hỏi rất hay. Thì tôi đã xác nhận là tôi sẽ kéo những cái người mê tín á đi ra khỏi những cái chùa gieo mê tín gì đó. Thì cái chùa Thiền Tông nhiệm vụ nó là như thế đấy. Chùa Thiền Tông Tân Diệu này là tất cả các nơi đều ghi những cái gì mà Đức Phật nói ngày xưa, không có nói một cái chuyện bên ngoài được, không có nói. Tôi vô thấy cái thiền viện, nhiều cái thiền viện để chữ rất nhiều, mà hỏi giác ngộ gì không biết. Minh mông trời đất, nói chuyện trên trời đó. Đó, thành ra cũng nói đúng, cảm ơn anh là nói là, mà tôi xác nhận là không phải mê hoặc, mà là tôi kéo những người này ra khỏi mê hoặc của người khác. Anh muốn hỏi gì câu hỏi tiếp. Thưa vị chủ, tôi muốn hỏi một cái ý nhỏ thôi. Cái ngài tiến sĩ Phật học á, ngài nói là kiến tánh mới khởi tu, mà tôi cũng chưa hiểu kiến tánh khởi tu là sao à. Kiến tánh có nghĩa là nôm na là thấy tánh của mình. Tánh của mình là tánh gì? Là tánh Phật của mình đó. Ha, kiến tánh là tánh, mình thấy bằng cái tánh Phật của mình gọi là kiến tánh. Mà ông thầy nào nói cái đem cái tánh Phật mình ra tu á là sao? Ông ấy chắc ở trong nhà thương Biên Hòa mới qua đó. Đó, cái tánh Phật mình đem ra tu cái gì?
tánh Phật của mình nó là cái chân như, nó là như như chân thật như vậy mà tu tu cái gì? Thì tôi đã nói cái gì này, ví dụ bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh có một cái hộp sòn rất quý rất đẹp không tì vết chiếu sáng, anh đem ra anh sửa không, anh đem ra anh mài dũa lại không? Nếu anh mài dũa là sao? Anh thuộc người gì? Anh khôn hay là anh dại? Thì cái tánh Phật mình nó là cái loại chân như mà đem ra tu tu cái gì? Mà vị tiến sĩ nào đó đó nên xem xét lại cái bằng đó là bằng thiệt hay bằng giả. Bằng thiệt không có thể giảng được cái chuyện này được. Đó là tôi nói thật. Bởi vì Thiền Tông có cái nhiệm vụ là phải phá thế này. Đức Phật có nói thế này nè, khi mà quyền ký của Như Lai được công bố ra đó, tất cả những người đụng chạm đến Thiền Tông con phải nói rất nặng, cho con nói thoải mái luôn. Còn những người lập chùa Phật lý, người ta muốn làm gì ta làm, muốn thỉnh ông thần bà thánh vô chùa cũng được, muốn cúng tụng hay là xin xăm bói quẻ tự do. Phải, Phật nói là lý do tại sao mà Như Lai cho hậu thế nói như vậy. Không có cái này thì quyền ký nó tá túc ở đâu? Nhờ cái dòng duy trì cái đạo Phật này mà Thiền Tông nó mới nương vào cái đạo Phật này nó mới phổ biến ra. Chứ nếu mà đúng theo cái Thiền Tông thì thôi 50 năm là đạo Phật mất. Thành ra bây giờ Như Lai bảo là tất cả người ta các chùa to cửa lớn ở ta làm cái gì kể người ta, nhưng mà khi quyền ký ra rồi bắt buộc phải chỉnh lại, anh tu cái gì phải cho đúng. Nha, còn trước đó anh không có thể nào mà cấm người ta được. Nếu cấm thì làm sao cái dòng thiền này nó nương đâu mà nó đi. Nó nương theo mấy cái chùa nó đi, chứ không phải nó đi ngoài gốc cây được. Nha, giống như Lục Tổ Huệ Năng mà khi ngộ thiền cũng vậy, nhào vô cái chùa ở chứ không ra gốc cây đâu. Đó. Rồi ông Trần Nhân Tông là ông ngộ thiền, ông phải lập cái chùa, tuy ông có nhưng phải lập cái chùa thì nó mới ra được. Nó thì tất cả các tổ nó phải đi xuyên qua cái này. Đó, thành ra tôi trả lời là tất cả những vị tiến sĩ nào mà đem cái tánh Phật ra tu thì người đó thuộc về người gì? Không điên thì dại, không dại thì tâm thần, có vậy thôi. Đó, tôi nói trả lời đây là nói rõ ràng, đó tận cái khoa học đàng hoàng chứ không phải là đặc chuyện. Đâu anh có thỏa mãn không, chứ không thỏa mãn hỏi tiếp. Tôi xin cảm ơn ạ. Xin mời vị tiếp theo ạ. Xin mời chị nè. Ok. Dạ con kính chào viện chủ và các quý vị trong ban quản trị ạ. Cho con xin hỏi một câu là lúc nãy con có nghe bác nói là trong quy luật nhân quả luân hồi thì ai làm việc ác thì phải trả quả. Nhưng mà kể cả Đức Phật cũng không có giúp được mình, thì con có nghe ở trong chùa có dạy là như là một kiền liên cứu mẹ, thì xin viện chủ giải đáp giúp con thực hư chuyện này như thế nào ạ? Một kiền liên cứu mạng mẹ gì? Dạ. Thì trong kinh đó Đức Phật có nói là phải là mười mình một kiền liên không cứu được, mà phải mười thánh tăng mới cứu mạng được. Mà ngày xưa đó nói đúng ra mẹ một kiền liên không có mang trọng tội đâu, mà chỉ có cái chuyện là làm bánh bao bằng thịt chó cho mấy vị tăng ăn thôi. Đây là cái nghiệp nhân quả thôi, nó không tới độ nặng. Nghĩa là bà không có miệng sát hại người là không được. Đức Phật biết chuyện này, cái này là gọi là nó có là cái bằng không phải trọng tội mà nó gọi là nhẹ tội. Nhưng mà Đức Phật phải rồi phải 10 vị thánh tăng đến rồi hợp sức. Mà ngày xưa đó thánh tăng rất đúng nghĩa, nhưng mà bây giờ thánh tăng kiếm chắc khó lắm. À, thì thánh tăng bây giờ sao? Ngày xưa đó người ta tu, người ta lên núi này kia nọ, người ta tu thiền định để người ta chứng quả này quả kia nha. Mà cái đó là chỉ là thánh tăng thôi, chứ còn cái giải thoát là mấy vị thẹn này không giải thoát được. Mà trong khi đó phải nhờ cái quay lực của Đức Phật búa thanh tịnh thiền, thành ra nó mới sáng được cái địa ngục. Thì mẹ một kỳ liên mới biết ăn năn hối cải. Nhưng mà cũng nên nhớ một là có một điều, một kỳ liên xuống gặp mẹ luôn. Khi mà Như Lai búa thanh tịnh thiền thì nó sáng cái địa ngục. Một kỳ liên nói mẹ thôi giờ mẹ ăn năn hối cải đi, rồi con sẽ nhờ 10 vị thánh tăng này giúp mẹ lên. Thì bà đồng ý.
Chứ nếu mà bà không đồng ý thì còn lâu mới lên. Mà có quan trọng nhất là cái có ăn năn hối lỗi không. Mẹ một vị liên ăn năn hối lỗi mới lên được. Đó, thì con phải hiểu là mình cái trường hợp đó rất đặc biệt. Mà một vị Phật tại thế mới làm được cái chuyện này. Bây giờ thế gian này có ai làm cái này đâu. Trên này là tìm một vị thánh tăng đâu có đâu. Mà giờ thôi chết đâu ráng chịu. Nội mà gia đình Đức Phật mà bị cái đứa cháu mà nó tàn sát mà còn không cứu được, đây là cái nghiệp nhân quả mà. Thì Đức Phật nói, thì bây giờ cũng trả lời con biết là sở dĩ mẹ một kiền liên được là nhờ quay thần của Đức Phật, của thanh tịnh thiền ra, nó sáng cái địa ngục. Cái địa ngục nào trong trái đất này giống đâu. Rồi một kiền liên mới năn nỉ mẹ xuống thân mỹ mẹ. Vì mẹ của một kiền liên đã kêu bằng nếm được cái mùi vị của địa ngục, bà mới sợ, bà mới ăn năn hối hận thì nó mới lên được, nó trở lại làm người, trở vô dòng tộc. Nó thật mẹ một kiền liên trong lúc trở lên dòng tộc, chứ trong cái kinh nữa rồi không có lên cõi trời, nói tầm bậy. Mấy ông sao dịch sai, trở lại dòng tộc làm người lại, rồi sau đó mới tu, mới tu phước mới lên cõi trời. Nó phải đi một cái tuần tự của nó như vậy. Rồi con có hiểu không? Không hiểu thì con hỏi tiếp. Và ở đây thì con hỏi sao cho thỏa mãn con thôi. Con xin hỏi thêm một câu nữa, là con có đọc trong kinh á, thì bác con nói là khi mà ở trong bể tánh thanh tịnh á, thì Phật tánh vào trong tam giới á, thì cho con hỏi là khi lúc đầu đó thì Phật tánh vào trong tam giới thì sẽ vào loài nào ạ? Phật tánh từ tam giới, Phật tánh từ Phật giới vào, con đường Phật tánh đi như thế này nè. Phật tánh đi vào trung tâm vận hành luân hồi của tam giới, rồi đi vào cái trung tâm vận hành của trái đất, đó là hải triều âm tam giới và hải triều âm của trái đất, rồi mới đi vào giao trong dòng tộc được. Đi bằng con đường riêng. Thì bây giờ cái này đó thì nếu mà nó kể này nó dài dòng lắm. Đó, thì con hỏi đi bằng con đường nào? Thì đi vào bằng con đường trung tâm vận hành luân hồi của tam giới, và vào đi theo ống dẫn luân hồi, đi vào trung tâm vận hành của trái đất. Nó đi vào bằng hai cái cửa hải triều âm. Rồi con hỏi tiếp đi. Vậy như vậy thì nếu mà khi lúc đầu Phật tánh vào trong tam giới là sẽ vào trong loài người, vậy tại sao không vào trong loài khác mà lại là loài người, lại là con người? Cái loài trong trái đất này nè, hồi nãy bác có nói rồi, trái đất này là thần làm chủ nè, con người là gọi là có cái nhiệm vụ là dẫn đi luân hồi. Con người thành ra muốn vào đây thì muốn đi luân hồi phải là con người dẫn đi. Mà con người là tại sao người dẫn đi? Là vì con người nó có cái tưởng đâu thì nó sẽ đi đến đó. Đó, con nên nhớ cái chỗ này. Cái phần này thì nó đúng là con hỏi thì nó cũng rất hay, nhưng mà chắc con chưa có hiểu hết trong cái, con phải đọc qua 10 quyển sách thì con mới hiểu được cái chuyện này. Thì bây giờ con nói cho con hỏi tới đâu rồi bác trả lời tới đó thôi. Có nghĩa là đi vào hải triều âm của tam giới, đi vào trong cái hải triều âm của trái đất, vào dòng tộc, sinh làm con dòng tộc, rồi mới sanh ra được con người, chứ không phải muốn vô đâu. Cái đoạn đó rất dễ ra. Mai mốt cái 40 phần tuyệt mật của Đức Phật dạy có nói rất rõ về cái phần này. Con hỏi tiếp đi. Dạ. Con xin hỏi dùm bạn con hai câu ạ. Câu thứ nhất là Minh Sư Trần Tâm có giảng là một đời giải thoát dễ thôi, sư phụ có thể làm cho quý vị một đời giải thoát, tu một đời này không quần tu đời sau, ai muốn vậy thì thầy truyền tâm ấn cho, phải ăn chay trường và được truyền năm giới, mỗi ngày ngồi thiền 2 tiếng rưỡi, chỉ có sư phụ truyền tâm ấn mới giải thoát được. Sao Minh Sư Trần Tâm lại khẳng định như vậy ạ? Xin bác giải đáp giúp con. Ở trái đất này, bất cứ làm thầy hay là làm bất cứ một Phật tử, phải biết Đức Phật dạy cái gì. Đức Phật dạy có 2 vế thôi, là giác ngộ, là hiểu biết tất cả, từ con người đến hành tinh vũ trụ là giác ngộ. Giải thoát là bước con đường trở về Phật giới, gọi là giải thoát. Ông Trần Tâm ông đâu có hiểu cái này thì ông đặt chuyện nói vậy thôi. Con coi chừng mấy cái người bây giờ trên mạng lường gạt nhiều lắm, bỏ tiền vô để trúng gì vậy đó, con thấy không?
Ông Trần Tâm nói xin lỗi, ông không hiểu cái này, một đời giải thoát là gì? Truyền tâm ấn là cái gì? Truyền tâm ấn trong Phật các giáo không có cái này, mà do mấy cái ông thiền sư Trung Hoa bày đặt cái chữ này ra. Thì tôi nói là thiền sư Trung Hoa tại sao giả 80% là cái chỗ này đó. Rồi bây giờ thì ông thầy Việt Nam bắt chước lại đây thầy truyền tâm ấn nó tầm bậy. Đức Phật có dạy chỗ nào đâu truyền tâm ấn, từ Huyền Ký cho đến tất cả các quyển sách 12 bộ kinh đại thừa Phật giáo không đức, Đức Phật không có đề cập nào trong cái gì truyền tâm ấn hết. Mà đây là cái lối nói của đạo tiên của bên Trung Quốc. Truyền tâm ấn là cái đạo tiên của Trung Quốc chứ không phải là đạo Phật đâu. Nhưng mà ông Trần Tâm này tại ông tu mà ông hiểu thì ông kéo vô để chi? Ông dụ tại đến đông rồi để ông có lợi vậy thôi, chứ làm gì có cái chuyện truyền tâm ấn đây rồi một đời giải thoát. Nếu mà một đời giải thoát được chứ không phải không, dưới điều kiện anh phải nắm được cái quyền ký này và anh phải là ngộ nhập Phật tri kiến của anh thì anh mới nói một đời giải thoát người ta được. Còn không ngộ nhập được Phật tri kiến là anh đi lừa người ta, không có cái chuyện mà một đời giải thoát đâu. Quyền ký ra làm đúng theo quyền ký một đời giải thoát tôi đồng ý là biết rồi. Còn nếu mà trước quyền ký không ra thì người nào phải kiến tánh, phải ngộ nhập Phật tri kiến mới nói cái này được. Còn nếu mà nói hoàn toàn để lừa bịa đặt để lừa người. Rồi con dạ. Con thắc mắc gì hỏi thêm? Dạ con xin hỏi thêm một câu nữa. Dạ hiện nay là quý thầy giảng ra là đạt quả vị A-la-hán là đã giải thoát rồi, còn Đức Phật Thích Ca cũng là một vị A-la-hán, như vậy chúng là đúng hay sai? Mong viện chủ giải đáp giúp con. Cái thành A-la-hán đó thì đã có giải thông trong mấy cuốn nào số 1, số 2 vậy đó. A-la-hán có nghĩa là mình dụng công mình tu được tịch tỉnh, niết bàn tịch tỉnh, mà trong bốn cái quả tinh văn tu đầu hoàng tư đà hàm A-la-hàm, A-la-hán là có bóng cái quả là dụng công tu nhưng mà không làm phước. Khi hết duyên rồi thì ở đây có tham tâm thông, có thần thông luôn, thì giờ sau cùng là phải vô là thần xin ở túc. Thì ông Phật ngày xưa cũng tu cái này chứ không phải ông từ chối đâu. Ông vô đó nào rồi 500 năm sau chạy ra nó chết rồi, tưởng đâu dụng công tu vô đó được, ai vô đó 500 năm thì phải ra mà ông tìm nữa. Thầy đã trong cái quyển chính là nói là cuộc đời ông là đi cả gần 8 tỷ năm, đi vòng gần 8 tỷ năm. Sau cùng ông Phật vậy, sau cùng ông mới ngồi gốc cây, ông mới tới đến lớn là ông đang làm ruộng làm nông á. Thì ông mới lên thế này nè. Trời ơi không phải là ta ở đây nhớ rồi, hồi xưa là ở bên kia kìa. Bây giờ ông mới rên với ông Nhiên Đăng, ông nói ờ đúng rồi, rên ta tới ta giúp cho. Thì ông Nhiên Đăng mới bảo là bây giờ con á muốn giải thoát không phải dễ đâu con. Bây giờ con còn sống này còn 50 năm nữa, anh con chuyên môn làm phước thiện đi. Phước thiện 50, 25 năm á, con đưa lên cõi trời đâu xuất á. Làm con của ông Chúa Trời thường hộ quân á. Rồi còn 50 phần trăm phước đức này, con làm con của Tịnh Phản á. Rồi lên trở này Như Lai sẽ dạy con cái công thức giải thoát. Chính ông Phật ông là trong kinh Niết Bàn đã nói là vì thế mà Đức Phật nói là ta đã thành Phật từ nhiều đời trước rồi, mới về đây lìa đây là bổ ra ngồi gốc cây tu thành Phật chứ tu cái gì đó. Trong cái quyền ký là nó ở trong cái quyển số 9 đã nói rồi. Thành ra có nghĩa là Đức Phật đã thành A La Hán rồi, sợ A La Hán mới chạy ra về dòng tộc làm tiếp tu nữa. Tu đã đời gần 8-7 tỷ năm thì sao hết hồn mới lên ông Nhiên Đăng từ bên Phật giới mới chạy qua phân thân tới muốn ấy thì Như Lai giúp cho, thì mới chỉ đường đi nước bước ông Thích Ca mới giải thoát được. Chứ không có ông Nhiên Đăng thì thôi còn lâu, ông tới giờ chắc còn mà cái pháp này cũng chưa chắc mình biết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi thêm một câu nữa là lúc nãy bác có nói là Đức Phật đã thành Phật từ nhiều đời trước, vậy tại sao Đức Phật không về Phật giới từ lúc mà ở cõi trời Đâu Xuất mà lại xuống đầu thai thêm một vòng nữa vào thế giới loài người? Muốn về Phật giới đâu phải dễ. Lúc đó ổng ở trên ổng có phước đức thôi nha. Ổng ở trên cõi trời Đâu Xuất ổng có phước đức, ổng làm con của Chúa Thường Hộ Quân. Thì bây giờ ổng ngộ đạo rồi, nhưng mà giờ
hỏi chứ ổng cũng hỏi ông Nhiên Đăng chứ, vậy làm sao tôi tạo công đức mà con về Phật giới? Ông về con ở vô tịnh phạn đi, ông ở đó rồi đầu tiên ông đi ra ông giảng này, ông độ chính cái người đầu tiên, ông đã có công đức vô lượng rồi, chưa có một vị Phật nào mà độ chính người một lượt. Đó là chín người là năm anh em Kiều Trần Tư nè, Kiều Trần Nhi, Kiều Trần Thi, Kiều Trần Nga, rồi bốn người bạn đồng tu là Tiểu Hiền, Ma Nam, Ác Bệ, Thực Lực. Đó là chín người nghĩa là ngộ một lượt. Thì ông Nhiên Đăng nói trời, người ta ba người ta cũng về Phật giới, ông chín người thôi, ông về thoải mái. Nhưng mà suốt cuộc đời ông làm độ thì bao nhiêu người ngộ nữa? Một vị Phật rất dễ ăn. Bây giờ hồi đó thành Phật ở trên rồi, gọi thành Phật là nói vậy là hiểu thôi. Gọi là một thành Phật, phải gì, hiểu cái chữ thành Phật là cái gì? Là một đấng toàn năng toàn giác, gọi là một vị Phật. Cái gì cũng biết hết, cái gì làm cũng được hết, gọi là một vị Phật toàn năng toàn giác. Nhưng mà có giác có năng gì không có vật tư về Phật giới là không về được. Phải có công đức mới về được. Con mới hiểu cái chỗ này, một vị Phật không đơn giản đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi là nếu như mà một vị mà có công đức rất nhiều nhưng mà không biết về pháp môn tu thiền tông thì có giải thoát được không ạ? Hoàn toàn không. Có công đức cũng như ngài Xá Lợi Phất á, khi mà Đức Phật ông có khám phá Xá Lợi Phất, ông có vô lượng công đức. Trải qua 3-4 đời Phật trước, ông đã tạo công đức rất nhiều mà ông không biết. Nhờ Như Lai nói cho ông nghe, thì Như Lai mới biểu cho bằng búa siêu đại thần lực thanh tịnh thiền, thì mới mở những cái tia sáng. Trong tia sáng nó giống như cái ống viễn dụng kính, nhìn qua xuyên qua tam giới mà nhìn về Phật giới được. Thì ông mới hiểu được. À, thì Đức Phật mới dạy ông thôi bây giờ Như Lai đã truyền pháp thiền tông này ha, bây giờ thì chưa truyền nhưng mà đã dạy công thức ổng rồi, thì biểu dịch cái công thức đó là về Phật giới đó. Rồi chừng nào muốn về à, ông ở trên đây anh giúp người ta được, nhưng mà nên nhớ thì xong rồi thì mới về Phật giới. Bây giờ hỏi với cái ông Xá Lợi Phất á, mang một khối công đức đi đời này đời kia đâu có biết. Cũng giống như con mà trong cái kinh Pháp Hoa thì con nói sao, cái anh chàng cùng tử á, Đức Phật nó ông nó giàu quá mà cái đi làm mướn người ta, đi làm thuê người ta. Chính mình nó cũng vậy, mình có Phật tánh mà không biết Phật tánh là cái gì. Cái sách Phật tánh lại bà này, xuống núi Sam lại, rồi lên chùa, lên gì Tây Ninh lại. Trời ơi, ông Phật mà đi lại bà thần đó. Bây giờ núi Sam là gì? Là có hồn, có hồn ngữ. Rồi trên kia là gì? Cũng có hồn ngữ. Mà ông Phật đi lại có hồn, con suy nghĩ thì sao đây? Ông Phật nói mà có nhiều khi mình không nghe nữa. Con rõ chưa? Con nghĩa là có công đức, con phải hiểu công thức về. Còn không hiểu công thức, con cứ đi lưu lạc hoài. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Xin mời vị tiếp theo. Chào viện chủ, chào tất cả quan khách. Tôi tên Phạm Văn Thoảng. Lúc trước đợt 1 tôi có hỏi một câu là khu vực Thiền Tông. Thì trong cái đó về có suy nghĩ và tìm hiểu thì cũng có một số thắc mắc thêm. Hôm nay xin hỏi viện chủ một số câu. Thì khu vực Thiền Tông là ở Long Thành. Thì lúc trước tôi có ghé và tôi cũng có tham khảo một số vấn đề. Thì thầy ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có dạy Thiền Tông là biết vọng không theo. Thì có đúng không ạ? Xin viện chủ trả lời câu này trước ạ. Cái vọng tưởng là do tánh con người nó phát ra. Con người đó là họ tưởng hành thức tài sắc danh thực thì tham sân si mạng nghi ác kiến. Nó tập hợp nó mới phát ra cái vọng tưởng này nè, cái tưởng này. Cái tưởng này nó dẫn người ta đi mà tu cái gì? Mà không theo cái gì? Anh ở trong thế giới vật lý này nó tưởng thì anh cũng phải theo nó, nhưng mà anh không làm. Ví dụ anh tưởng anh nhớ cái Sài Gòn thì anh cũng tới đó đi, nhưng mà anh đừng đi là anh phải tới. Cái vọng tưởng là cái quy luật của cái con người, của vật lý này. Trái đất này nó quay để nó tạo nhân quả mà. Nó nhân quả nó ra thì anh phải xài không xài thôi. Nhưng mà làm sao giải thoát được đây? Nguyên tắc Thiền Tông là muốn cho anh làm bằng cách nào anh giải thoát. Ngồi đó ngờ dẹp vọng tưởng, dẹp cái gì?
không hiểu thiền tông rồi mới làm cắt cái chùa cái thiền viện ra cho lớn rồi nói tầm bậy tầm bạ không đó. Thì anh hỏi vậy được, thì bây giờ tôi nói thật, bây giờ tại sao mà cái chùa Tân Diệu dám nói là cái này? Bây giờ cái thời kỳ này phải là gọi là chúng quá là toàn bộ, không có để một cái ông thầy mà mang cái danh Đức Phật mà đưa vào đạo Phật những cái lời dạy không đúng, thì Đức Phật nói nếu không đúng là phá hoại đạo Phật của Như Lai đó. Thành ra vô Thiền Tông Tân Diệu phải nói cái này cho rõ. Anh có thông chưa? Không nếu thông cứ hỏi. Để về nghiên cứu tiếp ạ. Thầy đó cũng có dạy là giáo ngoại biệt truyền, là nói đông phải hiểu tây. Tôi nghe sao lạ quá, thì viện chủ giải đáp giùm. Giáo ngoại là lời dạy biệt truyền, truyền đặc biệt, chứ không phải nói đông hiểu tây. Đặc biệt là cái gì? Cái dòng Thiền Tông này có ai biết đâu. Ông Phật truyền cho ông Ma Ca Diếp, chỉ có mấy người đó biết thôi, rồi qua thì sao đâu có biết. Ông đó là mà từ cái lúc ông tổ thứ nhất đến cái tổ thứ ba, mấy ông tổ kia đâu có biết. Cái người cha mẹ cái người kia còn không biết nữa, thì mấy người làm sao tu trong chùa biết, hay là tu ở trong cái thiền viện biết được. Thành ra mà biết truyền là biết này, đặc biệt truyền riêng, chứ không phải nói đông hiểu tây. Nó đông nó tây là cái chuyện đó là bịa ra. Nó chứ bởi vì cắt ra chùa cho lớn, thiền viện cho lớn rồi nói tầm bậy. Thành phải nó phải nói chuyện vậy để thu người ta. Mà cái người đến á, nếu mà nói cái này mà ai mà ở trong Thiền Tông được giải đáp câu này lời hỏi, bẻ người ta thì đương nhiên người ta bắt cỡ liền. Biết truyền là đặc biệt truyền riêng, để cho những người này nối tiếp truyền đi, gọi là biệt truyền, chứ không phải nói đông hiểu tây. Rồi con hỏi tiếp. Thì trong lúc nghiên cứu thì tôi cũng được biết là thầy dạy là kiến tánh. Hồi nãy giờ cũng thầy viện chủ cũng giải thích nhiều, nhưng mà thầy ở Đồng Nai dạy là kiến tánh là nhận định. Kiến tánh là nhận định là như thế nào à? Chữ nhận định là không có ý nghĩa gì rồi đó. Kiến là thấy, tánh là tánh của mình. Mà tánh mình là tánh gì? Là tánh Phật của mình đó. Thành ra bây giờ này, thành ra trong kinh Pháp Hoa là nhập tri kiến á. Mình làm sao mình bỏ được cái vô minh mà nhận được cái trong tri kiến của mình á, thì mới là đúng. Chứ nhận định cái gì? Kiến tánh là thấy tánh. Mà thấy tánh nào đây? Thấy tánh thật của mình. Đây có nhiều người á đã thấy chứ không phải không, nhưng mà cái này không có phô trương ra đây. Có nghĩa là thấy, cảm nhận, thấy nó rõ ràng như vậy đó, nhưng mà không nói được. Bởi vì trong cái đoạn này Đức Phật có nói vậy, anh uống nước nóng lạnh tự anh biết. Chứ nói tôi lạnh quá, tôi nóng quá rồi nên có diễn tả hay sao được. Thì chỉ có nói vậy thôi. Thành ra, nhưng mà cái câu chuyện này Đức Phật có nói là trong 49 năm ta không nói về cái chỗ này nha. Ta không nói một chữ về chỗ này. Rồi người ta dịch tưởng là ta không có nói kinh, chứ sự ta cũng nói kinh. Nhưng mà cái nói về cái chân thật này Đức Phật không có nói. Anh kiến tánh là không là cái gì của anh biết. Như Lai chỉ cho anh con đường vậy thôi. À, thành ra nói là kiến tánh là nhận định nói tầm bậy. Bây giờ bởi tôi nói khổ vậy đó, cắt chùa ra thì phải biết, còn không biết thì đừng có đi dạy. Thế người ta tới ta cúng làm gì làm. Cái này Đức Phật cho dạy nha. Anh cắt chùa để người ta tới ta cúng được. Anh muốn mở chùa càng lớn càng tốt, Đức Phật khen cái này. Nhưng mà có một điều, anh đừng có dạy người ta. Ta mê tín ta lợi, ta cúng ta dạy lại Như Lai cho gì kể chuyện của ta là gì sao? Là gì? Đức Phật nói đó, là những cái chùa này về sau thì cái Thiền Tông nó mới nương vào những cái chùa này nó phát ra. Thành ra trong kinh Đức Phật có nói sao rồi? Qua sông bỏ bè là cái chỗ này đó. Không có cái bè làm sao qua sông? Bỏ sông phải bỏ đi. Còn cái chùa này là nhờ có cái chùa này thì cái Thiền Tông nó phát ra được. Chứ không có chùa giờ nói gì giờ? Cái đây mà không có cái chùa này nói Thiền Tông ai nghe? Rồi mình nói rồi nhà nước đâu có cho phép đâu. Cho phép anh có cái chùa, anh có pháp môn nói xin phép nhà nước cho. Thì đây nè mình nói cái tách thoải mái tao nói trong Phật Pháp. Thì nói đúng ra tu thì Đức Phật khuyến khích tu chứ không phải không. Nhưng mà mình biết thì nói, không biết thì thôi. Thì người ta cúng mình ăn rồi đi tạo nhân quả với người ta thôi. Rồi sau cùng cúng về Phật giới.
ông Phật cũng ở trong này gần 8 tỷ năm sau cùng cũng về. Mà khi mà quyền ký công bố ra rồi rất nhiều người mới biết đường về, còn quyền quế quyền ký chưa công bố ra ngồi đó mò tưởng tượng nói đủ chuyện hết. Rồi em hỏi tiếp đi. Còn một câu hỏi mà bấy lâu nay tôi cũng thắc mắc là thầy, nhưng mà thầy cũng có dạy là nghiệp là thói quen của mỗi con người, vậy thì có đúng hay sai? Nghiệp là thói quen con người, nói tầm vậy. Nghiệp là cái nghề nghiệp chứ thói quen gì. Cái nghề nghiệp mình gọi là thói quen, còn cái nghiệp của mình á là cái suy nghĩ, cái hành động của mình, tổng thể nó gộp lại, nó chứa trong cái tàng thức của mình á, đó mà tạo nghiệp. Tạo nghiệp có chỗ chứa chứ mày không. Còn cái thói quen là ngày nào tay chân mình cũng múa làm y như vậy là gọi là nghề nghiệp, chứ không phải là nghiệp là thói quen. Nói sai, bởi vì khi mà không hiểu kiến tánh rồi đó thì nói tầm bậy tầm bạ đủ chuyện hết. Cái chuyện đơn giản là cái nghề nghiệp mà đem ra thành cái nghiệp cũng được. Nghề nghiệp là việc làm hằng ngày của mình gọi là nghề nghiệp. Còn cái nghiệp của mình mang cái suy nghĩ và hành động của mình, đó là mới tạo nghiệp. Tạo nghiệp lành, nghiệp dữ là do cái suy nghĩ và hành động của mình mới đúng là nghiệp. Rồi con còn hỏi gì cứ hỏi tiếp. Dạ, như vậy là một số thắc mắc mà tôi đã nghiên cứu và tôi tìm hiểu thì nơi đó dạy như vậy. Thì giờ viện chủ giảng như vậy thì tạm thời như vậy. Tôi sẽ nghiên cứu tiếp. Nhưng nếu mà như vậy thì ở đây á, viện chủ á, ở đó dạy vậy để mà nói giải thoát và tu dạy giải thoát. Thì viện chủ nói vậy thì ở đây tu theo pháp môn nào? Tu theo pháp môn thiền tông cốt để thành Phật. Vậy viện chủ ở đây có dạy giải thoát hay không? Tại vì tôi là một người rất là mong muốn và tìm hiểu rất là nhiều, cho nên số thắc mắc như vậy thì viện chủ trả lời như vậy thì ở đây viện chủ có dạy giải thoát không ạ? Đây là cái cương lĩnh của chùa Thiền Tông Tân Diệu mà. Tu để tốt để thành Phật, ta nói rõ ràng. Ở ngoài cổng nè, chuyên dạy giải thoát. Ta nói là cái cương lĩnh chùa Thiền Tông Tân Diệu. Có nghĩa là ở chùa này làm cái gì? Có kêu bằng có dân tự đàng hoàng. À, chứ không phải là treo đầu dê bán thịt chó đâu. Đừng có lo cái chuyện đó. Đây ta nói rõ ràng. Tu Thiền Tông cốt để thành Phật. Nếu mà không có công thức thành Phật, làm sao dám treo cái bảng này lên? Nó đập cái chùa liền, đốt cái chùa liền. Đó. Bây giờ tôi để cái này, ai hỏi thì tôi chỉ cho. Nếu mà không, đây là cái cương lĩnh của cái chùa à. À, chứ được. Thì mới hỏi này thì đọc đỡ đó đi, lấy máy chụp hình về hỏi cho người ta biết. Ở chùa này dạ, tu để thành Phật á. Nếu muốn thành Phật sao, không biết, lại đây hỏi, tôi chỉ cho. Rồi con có gì còn gì con hỏi tiếp. Nếu trường hợp vậy thì tôi về nghiên cứu và tôi sẽ cố gắng tiếp thu cũng như là học hỏi. Nếu có gì thắc mắc tôi sẽ hỏi thêm. Đến đây cảm ơn viện chủ rất là nhiều. Cảm ơn ạ. Xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ chào viện chủ, tôi cũng có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất của tôi á, là tôi thấy những người tu tập trong đạo Subu á, là khi mà họ trở về cái trạng thái là quy thuận thiên nhiên á, giống như là họ để cái tâm tự nhiên thanh tịnh á, là họ sẽ nhận được cái luồng điển quang, thì họ gọi là La Ti Hằng. Mà khi mà họ nhận được cái luồng điển này đó là họ sẽ có những hiện tượng lạ như là khóc rồi cười rồi ca múa rồi có thể là chữa bệnh nữa. Rồi họ nói là cái luồng điển này giống như điện từ quang của bên Thiền Tông. Thì tôi cũng có thắc mắc là không biết cái khi người tu Thiền Tông mà nhận được cái điện từ quang á, thì có hiện tượng gì xảy ra không? Rồi cái điện La Ti Hằng với lại điện từ quang, hai luồng điện này có giống nhau hay không? Dạ xin viện chủ và trả lời. Bây giờ anh biết cái đạo Subu là cái đạo gì không? Cái đạo Subu là cái đạo của Hồi giáo, không phải là đạo của Phật. Nhưng mà cái đạo Subu này, người lãnh đạo cái đạo này là ai? Tiếng Việt Nam có 6 danh gọi về cái đạo này. Đạo của Đấng Thiên Liêng, đạo của Đấng Bề Trên, đạo của Đấng Ngọc Hoàng, đạo của Đấng Thượng Đế. Đó là cái đạo Subu á. Thì một người mà tu đạo Subu giống như bên
Phật giáo mà tu mật chú tông rồi đó, mình phải biết đạo su bu là gì. Ta dụng công để mà ta chuyển thể cái điện từ âm dương nó trở thành ra cái điện từ lung linh, để cho mấy vị mà ca sĩ của trong cái giới mà thần đó, ta sử dụng. Vì thế mà khi mà người mà nhận được cái này mà một vị thần ẩn vào trong cái thân của người này rồi đó, thì người này thích nhảy múa lắm. Là vì trong người ta nó có cái âm nhạc này nè. Thì giống như người thế gian mình nè, nếu một vị nghệ sĩ nào mà ca múa đó ha, mà thấy đèn sân khấu, tiếng trống đánh liền, tiếng đờn đánh liền, nhảy liền, thì cái đạo su bu nó nằm ở chỗ này. Đó, thì phải nói đó, mình phải hiểu đạo su bu là cái đạo của, nói đúng ra giống như cái đạo mật chú tông của bên mình vậy đó. Chứ còn cái điện từ quang nào ở trong đó, điện từ quang là nó chỉ bao nhỏ một cái tánh Phật nhỏ, thật nhỏ của mình thôi. Mà nói thật cái con đồm đốm đó, nó còn lớn hơn cái tánh Phật của mình luôn đó. Bởi vì là nếu mà điện từ quang mà vô đây mà lớn quá, nó chịu không nổi, con người chịu không nổi. Nó thành ra phải hiểu rằng từng cái điện từ quang với cái điện từ âm dương biến thể của đạo su bu nó khác. Điện từ quang là khác, còn điện từ biến thể âm dương của su bu cũng giống như cái điện mình ở đây gọi là điện vật lý này, thắp sáng về gọi điện vật lý âm dương. Nhưng mà từ cái biến này nó biến thể ra những cái bóng đèn nhiều màu sắc, rồi nó kèm theo chuông trống như thế, thì mấy anh nghệ sĩ múa liền, mở ra múa liền. Đó, mình phải hiểu vậy. Nó còn hiểu không? Con thắc mắc. Dạ, vậy thì theo như giải đáp của viện chủ là hai cái điện từ này là khác nhau. Khác nhau. Dạ. Mà cũng lưu ý chỗ này nha. Tất cả những người mà tu theo đạo su bu ưa dụ người khác tu theo mình lắm. Thứ nhất giống như là bên đạo Phật mà gọi là cái đạo thần đó, này là bậc chú đi đâu cũng rủ rủ người ta, nó hay lắm, ngồi thiền 5 phút niệm 5 phút thấy này thấy kia, cái đạo su bu y chang vậy thôi, ưa đi dụ người ta. Nên nhớ một điều mình phải hiểu chỗ này, bởi vì khi thiền tông nó phá điểm đó, nó vạch trần tất cả những cái gì mà có trên thế giới này đó. Thì con hiểu cho, thì nói là cái điển mà La Ti Hăng đó là cái điển biến thể của điện từ âm dương, chứ không có phải là điện từ quang đâu. Điện từ quang không có biến thể, mà điện từ quang nó dẫn một khối công đức đi về Phật giới để định hình ra một ngôi nhà pháp thân dòng kim thân Phật ở bên Phật giới á, chứ không phải nằm bên đây. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, dạ rồi, rồi con hỏi câu số 2. Thì con cũng có đọc trong cuốn số 8 là Cuộc đời ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông Việt Nam, Ấn Độ và Trung Hoa. Thì con thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa cũng để tóc, còn trong khi các vị tổ thì có vị để tóc, có vị cạo chọc. Thì cái vấn đề mà cạo tóc hay để tóc thì nó có ý nghĩa gì với đạo Phật không, thưa viện chủ? Trong trong đạo Phật á, thì cái phần này chỉ nói dòng thiền thôi, chứ không có nói bên ngoài được. Trong cái dòng thiền tông này nó có 3 vị để tóc, là một là Đức Phật, hai là ông Maha Ca Diếp, ba là ông Bồ Đề Đạt Ma. 3 vị này phải để tóc. Là gì? Mà nhiệm vụ của mỗi người nó khác. Đức Phật Thích Ca tại làm sao phải để tóc? Vì ổng từ Phật giới vào đây mượn thân con người để tạo công đức về Phật giới. Thì khi mà ổng đã đóng vai trò một ông Thích Ca rồi thì ổng không được cạo xóa của người ta, mượn cái thân của người ta mà tự nhiên ổng cạo mất cái đầu của người ta không được. Ông mượn tôi, ông tạo ra thì ông có về cái gì của tôi thì ông để nguyên, chứ đừng lấy gì của tôi. Đó là cái ý nghĩa của bậc Thích Ca vào đây mượn thân con người để tạo công đức thì bắt buộc anh phải để nguyên. Còn nếu mà vô đây cạo cái đầu để làm ông thầy chết khác là không có đi về công đức được. Nên nhớ là để cái cạo một chút xíu là anh đã mang cái danh một ông thầy rồi, thì tất nhiên anh phải bị quy luật luân hồi của trái đất này nó quay liền. Vì thế mà Đức Phật Thích Ca không cạo đầu là ý này. Còn tổ Maha Ca Diếp cũng không cạo đầu là lý do. Tôi là có cái sứ mạng mang cái dòng thiền tông này đi, mang cái huyền ký này đi. Tôi không có sứ mạng lớn lao này, tôi không bỏ bất cứ gì hết. Tôi mượn thân này, tôi đi thân này.
thì ông Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng vậy. Ông có cái nhiệm vụ là mang cái thiền tông này từ nước Ấn Độ sang phương Đông. Ông phải để nguyên, không có phá được cái này. Còn những người cạo tóc là sao? Tôi là một vị thầy thôi, cũng dẫn nhạc diện thầm ta, mà tôi không có quyền nói gì trong cái quyền ký này hết. Tôi không có nói gì trong thiền tông này. Lý là đâu có, ông A Nan cũng đâu có nói cái này. Ông ngộ đạo thôi. Rồi ông Thương Na Hòa tu, rồi mấy ông mà đi theo dòng dòng điện đâu có cạo hết, bắt buộc. Không có nhiệm vụ gì. Kể cả Lục Tổ A Nan không có nhiệm vụ luôn, phải để cạo đầu luôn mới trở thành là một vị tu hành chứ. Và anh không cạo đầu tôi biết anh là gì? Thành ra phải vậy. Cái nguyên tắc này, cái câu này là nó nằm thuộc gì, nằm tuyệt mật của Phật giáo, chứ không phải muốn nói đâu mà nói. Nhưng mà bây giờ quyền ký chuẩn bị sắp công bố ra thì tôi nói trước cho biết, chứ nó nằm ở trong cái quyền ký tuyệt mật của Đức Phật đó. Nó hiểu không? Đó. Còn tất cả những vị mà tu theo đạo Phật là ta tu vật lý thì ta đương nhiên là tôi tu để mong cái này được cái kia đó. Thì đương nhiên vật lý thì bắt buộc phải tỏ vẻ tôi là một ông thầy. Nha. Còn nếu mà tu bởi vì tại làm sao tôi nói lắm, tu thiền tông này cái người mà tu khó đạt lắm, mà chỉ cái người bình thường là tu là dễ. Đâu đâu con hỏi tiếp. Dạ rồi thôi xin cảm ơn viện chủ. Xin mời vị tiếp theo. Dạ dạ thưa viện chủ và mấy vị ạ, qua cái quan sát cái buổi vấn đáp hôm nay từ đầu cho đến giờ, tôi cảm nghĩ thấy như cái chùa Thiền Tông Tân Diệu đang dạch lá tìm sâu. Tôi thấy như là coi như là viện chủ nói coi như là tìm những cái sai, những cái sai lầm của mấy vị hòa thượng, mấy thầy là coi như là tu các chùa hiện tại. Vậy xin viện chủ nói rõ lý do, tôi xin cảm ơn. Bây giờ cái chùa này không phải dạch lá tìm sâu đâu, mà quý vị hỏi tôi phải trả lời. Trong tập quyền ký Đức Phật có dạy thế này nè, vào cái lời mạc thượng pháp này, quyền ký của Đức Phật công bố ra thì phải nói bằng sự thật, không để cho bất cứ ai phá hoại cái thiền tông này. Vì hồi nãy tôi có nói rằng tu vật lý muốn tu cái gì cũng được, cắt chùa bao lớn cũng được, tượng Phật bao lớn cũng được, nhưng mà đừng có đá động tới thiền tông. Nếu đá động thiền tông tôi phải có bộ phận là tôi phải nói cho đúng lại nha, gọi là chuẩn quá lại, chứ không phải là cái chùa thiền tông này là kêu bằng dạch lá tìm sâu đâu. Mà đây là cái nhiệm vụ của thiền sư Lý Đức Sảo giao lại tôi phải nói cái chuyện này. Mà nói cái này là nói có giấy phép đàng hoàng, nhà nước cho phép nói, nhà xuất bản tôn giáo cho phép nói, chứ đâu phải mà nói là nói chuyện bình thường. À, thành ra nên nhớ rằng cái nhiệm vụ của chùa Thiền Tông này Tân Diệu nó rất nặng nề. Tôi nói mới vừa phổ biến qua chừng 10% mà đã chửi nát rồi. Chửi là mê tín dị đoan, Thiền Tông là chuyện mê tín, tà đạo đủ chuyện hết. Rồi hỏi tôi nói bây giờ lại thì đúng phải không, cúng đúng phải không? Nó xưa giờ ai cũng ông cúng mà giờ sao phá cúng. Tôi nói ông Phật cho cúng chứ không phải cho không. Cúng thì cái cúng ông Phật thì cúng của hồn ở ngoài chùa, ở ngoài á, chứ không phải đem vô cái chùa được. Chùa là trang nghiêm để thờ Phật, để mà nhớ lại công cái lời dạy Đức Phật thôi. Còn muốn cúng thì cúng ở ngoài kia. Thì bây giờ cúng á, thì nó có hai cái dạng cúng. Một á là cúng mà cho cô hồn ăn, mà để giúp cô hồn trở lại làm người thì phải lấy cái bài kinh cúng cô hồn, kêu bằng quán thực ít ra nhiều, sau đó phải đọc cái bài kinh cúng này cô hồn mới cảm nhận được, rồi mới bỏ cái kiếp cô hồn người ta, ta mới trở lại làm người để mà tu. Còn cái tùa vật lý á, thì cũng cho cúng, nhưng mà cúng là cúng là năn nỉ mấy ông cô hồn đừng có phá chùa tôi thôi, để tôi làm ăn, để người ta tới cúng này kia nọ, thì đó ông Phật cho.
chùa Vật Lý cúng cũng có cúng cho cúng, mà chùa Thiền Tông cúng, nhưng mà mỗi chùa nó có cái bài cúng riêng. Cái bài cúng để mà mời cô hồn trở lại làm người để tu giải thoát. Còn cái kia cúng khẩn cô hồn, mấy cha đừng có quậy cái chùa tôi nữa, cứ cho chứ mấy cho. Mình phải hiểu như vậy nha. Còn tại vì tôi nói là tại vì hỏi tôi mới nói, chứ bây giờ tự nhiên tôi có kêu cái ông nào ra tôi nói đâu. Thì giờ hỏi nãy hô ông Thích Chân Quang, ông nói tôi nói Thích Chân Quang, mà tôi lấy trong kinh sách tôi nói ra đàng hoàng. Đức Phật nói là ổng còn không độ, không cứu được ai, mà ông Thích Chân Quang làm sao xuống địa ngục mà xuống cúng được. Cái ông Phật ông nói trong kinh đàng hoàng ai cũng biết. Còn nếu mà mình không tin thì lấy kinh ra đọc có đúng không? Thì không phải, là tôi nói là đính chánh rằng chùa này không phải vạch lá tìm sâu, mà chùa này là chúng quá lợi lợi của Đức Phật dạy. Để cho nó đúng, 14 tây tháng năm này tôi sẽ nói hết tất cả những gì mà Đức Phật dạy trên sự thật của trái đất này, sự thật con người và sự thật các tôn giáo là cái gì, tôi nói hết. Rồi em có thỏa mãn không? Thỏa mãn cứ đặt câu hỏi tiếp. Rồi tôi xin cảm ơn ạ. Một Phật ca. Dạ cũng hết giờ rồi, nên Minh Tăng xin chào viện chủ, chào quý đồng đạo, chào các Phật tử. Xin quan hệ cho, thì có một câu hỏi nó cũng đơn giản và ngắn gọn. Dạ xin viện chủ giải đáp giùm. Theo viện chủ thì ở đây viện chủ trả lời đó, viện chủ trả lời tổng tổng quát ha, viện chủ dựa vào cái căn cơ của mỗi người, viện chủ trả lời vậy. Cái phần này thì không trả lời được. Bây giờ nói cái tổng quát cái về mà nhân quả thôi, còn căn cơ thì của mỗi người. Tôi nói thật, nếu một người nào mà về cái âm lực nó hạ 90% trở lên á thì vô cái chùa này được, 70% không dám vô cái chùa này, thì nói cái căn cơ làm dạ, sao được. Một Phật thì mà cũng bây có câu đơn giản vậy thôi, và cũng như không đành. Bởi vì không nói căn cơ được, bởi vì cái đây là cái này nó được cực dương, nó phá cái âm lực của tất cả những người ở trái đất này. Thành ra nên nhớ rằng không nói căn cơ tổng quát được, mà bây giờ hỏi từng chi tiết tôi nói cho. Xin mời chú lớn tuổi đi, ưu tiên chú lớn tuổi trước đi. Dạ. Thưa viện chủ và ban quản trị trường Đông Tân Diệu, con tên là Nguyễn Lê Tâm, cư ngụ ở ấp Mũi Công Tiểu, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đại diện cho đại diện câu hỏi nên năm câu làm cho nên xin phép được đọc. Con xin thay mặt cho Phật tử Thiền Tông Nguyễn Hồng Hạnh ở thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ hỏi năm câu để cho việc hỏi được hỏi đáp được rõ ràng, mạch lạc và thông suốt. Con xin hỏi câu nào thì viện chủ trả lời câu đó xong, con xin hỏi theo tiếp theo. Con xin bắt đầu câu thứ nhất. Đầu tiên, Đức Phật dạy đạo Thiền Tông độ 5 anh em Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu, sao không truyền tổ vị cho một trong 9 vị này mà lại truyền cho Ma Ha Ca Diếp? Xin hết câu 1. Đầu tiên Đức Phật dạy cái bài pháp Bụi Trần để độ 5 anh em Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu, thì trong đó là Kiều Trần Như, Kiều Trần Na, Kiều Trần Nga, Kiều Trần Thi, Mã Hiền, Ác Bệ, vì thắng đây đó, Mã Thắng, Ác Bệ, Thực Lực là 9 người. Nhưng mà khi mà kiểm thiền đó thì Đức Phật nói vậy nè: trong mấy năm Như Lai đã dạy pháp môn Thiền Tông này, cái Như Lai Thanh Tiễn này, Như Lai sẽ truyền lại cho người nào kiến tánh đầu tiên Như Lai sẽ truyền. Thì mới vừa nói xong thì Đức Phật mới đưa cành hoa sen lên, rút vào trong bình đưa cành hoa sen. Thì tất cả những người không biết cái gì thì ông Ma Ha Ca Diếp mỉm miệng cười. Thì trong cái quyển mà số 8 á, 36 vị tổ Thiền Tông á, thì Đức Phật hỏi ông, cái ông biết cái gì, ông cười, ông không nói, ông nói lên 44 câu kệ, ông nói về cái này. Thì đây là cái tiêu chuẩn để mà gửi gắm cái môn Thiền Tông này cho ông này dẫn đi. Còn mấy ông kia thì cũng ngộ thiền thượng, ngộ được mấy chục năm nhưng mà đều chậm quá.
Mà Đức Phật nói ra để là người nào ngộ kiến tánh đầu tiên sẽ truyền. Thì ông A-la-hán đầu tiên thì mới truyền chứ giờ không lẽ hai ba người, cầm cái này đi sao được. Phải một người. Đó là lý do là không truyền cho một trong chín người kia là lý do này. Bởi vì ông mở cuộc thi đàng hoàng mà. Mà ông này là có bài kể đàng hoàng 44 câu nói về pháp môn này. Rồi có thỏa mãn không? Câu hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo. Chị Hạnh có viếng rất là nhiều chùa, gần đây nhất là chùa Bửu Long ở quận 9, rất đẹp theo phong cách chùa ở Thái Lan. Hầu như các chùa có tượng Phật độ 5 anh em Kiều Trần Như thôi. Tại sao chùa Tịnh Thông Tân Diệu lại có thêm tượng 4 người bạn đồng tu cùng 5 anh em Kiều Trần Như nữa? Vậy chính vị này có đúng với lịch sử Đức Phật dạy không? Này, nãy con đã nói rồi, thì đầu tiên đó, Đức Phật dạy chính vị. Nên nhớ rằng mở một cái giáo đoàn đạo giải thoát đó, phải đầy đủ 10 người. Chứ thể không thiếu 4 người không mở được là gì? Ông Phật là chủ tịch, ba chín người kia nó ban bệ gọi là mới thật, kêu mà mới về an toàn một cái giáo pháp giải thoát được nha. Thành ra bắt buộc là nói thật, cái này là như chính vị kia cũng đi theo ông Phật này để mà giúp đỡ ông Phật này thành lập giáo đoàn, giờ thành lập cái giáo hội này và thành lập cái đạo giải thoát này. Chứ còn mà nếu mà không có đủ thì làm sao mà thành lập ra cái giáo đoàn đạo giải thoát được. Rồi có hiểu chưa? Nó phải có cái đầu cái đuôi. Sở dĩ á, tôi nói sở dĩ mà mấy người tu tiểu thừa đó vô cái chùa Bửu Long ở quận 9 á, không biết cái thiền tông, mà ông chỉ là tu theo pháp môn tiểu thừa nguyên thủy thôi. Là tôi bởi bị cái này nó đi cái dòng từ Thái Lan đi qua mà. Trong cái quyển ấy tôi có nói nè, tiểu thừa nó đi từ nè Sri Lanka, rồi qua bên Thái Lan, Myanmar, Lào, miền Nam Việt Nam. Chứ sự thật hồi xưa nó đi qua bên Malaysia và Indonesia luôn. Nhưng mà tại hai cái nước này Hồi giáo nó lên mạnh quá, nó diệt cái tiệp của Phật giáo. Đó thật hồi xưa đó nha. Bây giờ ai mà qua bên Indonesia đó thì những cái hình cổ, tượng Phật cổ rất nhiều. Còn Đại Thừa nó đi lên đó, nước Afghanistan á. Tiểu thừa nó đi là cái quốc giáo của nó nằm ở dưới Indonesia. Nhưng mà Hồi giáo có cái này nè, anh nghe tôi thì anh ở tu tôi, không được anh đi chỗ khác. Còn nếu anh không nghe tôi, trảm liền. Nói thật, thành ra Phật giáo chết là chết cái chỗ này. Đó, thành ra phải nói là, thành ra cái người mà tôi có nói trong mấy cái quyển đầu là ngộ được cái này cứ mới đi xuống các miền Nam Ấn Độ, mà đầu tiên phải đi qua Sri Lanka. Rồi mới truyền qua miền Nam Việt Nam. Miền Nam Việt Nam mình cái chùa Bửu Long này có đó, từ Campuchia đi qua đó. Chỗ đâu có rồi. Từ Campuchia đi qua. Tôi đã nghiên cứu lịch sử của thiền Campuchia. Khi giải phóng vừa xong tôi qua bên Angkor Wat, tôi ở trong mấy năm trời. Từ cái hang đốc hay này kia nọ qua đó. Thì bây giờ thì làm sao mà tiểu thừa người ta biết cái vụ này? Tôi nói thật tiểu thừa không biết ông tổ Bồ Đề Đạt Ma là ông nào, bởi vì ông này ông thiền tông là dạy sau cùng, năm 46-47 Đức Phật mới dạy thiền tông, còn mấy ông kia mới dạy có mấy năm là ông chạy rồi, ông đi truyền bá miền Nam. Đó, có lý do vậy, thành ra người ta không hiểu. Thành ra khi mà Đức Phật dạy cái pháp môn nguyên thủy này, Đức Phật có dạy là tất cả cái bài Như Lai nói về bụi trần không được quyền nói cho cái đông này, bởi vì nếu đang dạy tiểu thừa mà đưa vô cái tối thượng thừa này là không được, nó phá liền. Thành Đức Phật không cho dạy, thành ra mấy ông em Kiều Trần Như không biết cái chuyện này. Thành ra mấy anh em Kiều Trần Như tưởng là Đức Phật dạy pháp môn đầu là nguyên thủy, ông không hiểu cái nguyên thủy nó không phải nằm ở chỗ này, nguyên thủy là nó nằm ở cái bụi trần á. Nhưng mà Đức Phật không cho nói, thì bây giờ phải lấy cái pháp 37 pháp quán cho tiểu thừa nói ra là nguyên thủy. Rồi, ông còn hỏi gì, cứ hỏi tiếp đi. Con xin câu tiếp theo, câu số 3. Thưa Diện Chủ, trên thế giới này có 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, các nước tu theo Đạo Phật rất nhiều. Tại sao Việt Nam có đầy đủ 6 pháp môn tu mà Đức Bổn Sư Thích Ca dạy truyền? Xin hết câu ăn. Nước Việt Nam mình nó có 6 pháp môn tu là nó có cái nguyên do này. Nước Việt Nam mình trước đây là bị quân người Trung Quốc đô hộ hàng ngàn năm.
Vì thế mà bên Trung Quốc tu cái gì mình phải tu theo cái đó. Thì ông Trần Huyền Trang, ông qua bên Ấn Độ, ông thỉnh kinh, thì trong có ba cái bài viết là Đại Thừa nè, rồi Tịnh Độ nè, rồi Lý Luận nè. Nó ba cái này. Thì ông đem về ông dạy, thì đương nhiên mình là kêu bằng đệ tử của Trung Quốc ngày xưa là thầy dạy gì mình phải tu theo nấy. Còn cái vấn đề mà Mật Chú Tông là người Việt Nam qua Ấn Độ và qua bên bên Tây Tạng học đem về dạy cái này, nhưng mà không có nhiều. Về sau này á, sở dĩ bây giờ này có cái pháp môn này á là do ông Mai Thọ Truyền á, ông có tặng tôi, ông viết 12 cái quyển sách nói về cái Mật Chú Tông này. Tôi lúc đó là ông thích tôi lắm, ông có tặng tôi viết. Thì nó đúng ra cái Mật Chú Tông này do cái người Việt Nam qua Tây Tạng và Ấn Độ đem về. Còn Thiền Tông là biết rồi, nó đi theo dòng thiền. Còn Tiểu Thừa thì nó đi theo cái ông miền Tây của mình, nó đi lên từ Campuchia, nó tràn qua Thái Lan, rồi nó tràn qua Campuchia, trong Campuchia nó tràn về lại về miền Nam Việt Nam, rồi nó lây lên tới Thành phố Hồ Chí Minh. Chứ miền Bắc kiếm có không? Miền Bắc kiếm Tiểu Thừa không có, Quế không có, từ Quế không. Mà cái Tiểu Thừa này nó nằm từ ở trong Đồng Nai trở ra thôi, miền quay ngoài kia nó không có. Đó là lý do có sáu pháp môn tu là nó có vậy. Rồi ông muốn hỏi gì hả? Xin hỏi câu số 4. Vào đời Mạc Thượng Pháp, Đức Thật có quyền ký pháp môn Thiền Tông sẽ được phổ biến tại đất Rồng. Vậy xin Diện Chủ cho biết vì sao không phổ biến các nước khác mà lại phổ biến ở đất Rồng? Đất Rồng là đất nào? Xin hết câu 4. Đất Rồng là mình Việt Nam là gì? Con rồng cháu tiên phải không? Thì tự nhiên mình là đất Rồng. Ông Lê Lợi nói gì? Thăng Long, rồng từ ở dưới Hồ Hoàng Kiếm bay lên, thì cái đó là ta nói mình đất Rồng. Nhưng mà ông Phật đó không biết, ông biết sao mà ông biết là cái nước Việt Nam là đất Rồng. Mà nên nhớ rằng bây giờ kêu bằng đạo Phật chính thức vào Trung Quốc á là 1200 năm Tổ Bồ Đề Đạt Ma đưa qua đây. Mà chắc có lẽ thì lúc đó, bây giờ thì lúc đó thì Đức Phật cũng biết là bởi vì nước Việt Nam mình là 4000 năm văn hiến, thì lúc đó có đất Rồng chắc ông Phật biết. À, nó bây giờ nó là đất Thăng Long mà. Bây giờ mình 4000 năm mà so lại thì 2567 năm, thì lúc đó là Đức Phật cũng đã nó ngang lại với cái nước Việt Nam mình, nước Văn Lan của mình, nó đã tồn tại trên 1000 năm rồi. Mà tổ tiên mình nói là con rồng cháu tiên, chắc ông Phật Thích Ca ông mới nghe. Ông mới nghe đặt là con mình, cái nước mình là nước Rồng nha. Còn mà ở trong cái quyền ký Đức Phật không biết ông nói như thế nào, kêu bằng bùng lên tại đất Rồng. Thì ông nói là cái quyền ký này nè, cái dòng Thiền Tông nó sẽ lên tại đất Rồng. Thì bây giờ cái đầu của mình đó là cái ông Trần Văn Tông thì ở ngoài Bắc, còn bà Thảo là ở đây nè, ở đất Long An nè. Chứ thì nó nhích qua một chút xíu qua bên cái Tây Ninh chắc không đúng, hoặc nó đưa xuống như Mỹ Tho chắc không đúng. Đất này là đất Long An, là đất Rồng. Đó, thì cái đó là ông Phật, ông quyền ký nói vậy, thì mình cứ suy đoán nói vậy thôi. Nhưng mà ông nói là ông biết là nước đó, nước mình là trên 1000 năm tồn tại rồi, trên 1000 năm, gần 2000 năm. Đó, mình so sánh giữa Đức Phật và cái lịch sử Việt Nam. Lịch sử Việt Nam 4000 năm, ông bây giờ 2500 năm, thì Việt Nam mình tồn tại khi Đức Phật còn, Đức Phật còn đang giải đạo, Đức Phật của mình, nước Việt Nam mình là đã 1000 mấy trăm năm tồn tại rồi, sau thời kỳ Văn Lan. Rồi đổi các danh từ, nhưng mà về sau á, người ta nói ổng nói cái nước này là nước Rồng, chứ trên thế giới đâu có cái nước nào gọi nước Rồng. Không có nước nào mà nói con rồng cháu tiên hết. Mà mình dám, cái tổ tiên mình dám nói kiểu gì mình không biết. Còn cái chuyện mà Lê Lợi nói là Hồ Hoàng Kiếm á, thì cái chuyện là đất Thăng Long. Ông đất Thăng Long là do ông Lý Thái Tổ, Lý Tổ giờ đô ra Thăng Long. Ông nói đó là Thăng Long là đất Rồng đó. Chính ông Dĩ Thế Thế Tổ đã nói. À, thì giờ thì nó hỏi vậy trả lời vậy, chứ còn sự thật đó thì thôi kinh nói sao thì trả lời vậy. Chứ còn bây giờ cái cốt truyền của này thì phải nắm vào trong cái quy luật luân hồi, cách thoát ra ngoài quy luật này, trở về Phật giới. Đây là cái trọng tâm nhất của Thiền Tông.
Rồi mời hỏi tiếp đi. Con hỏi câu cuối cùng. Người đang tu phép môn Thiền Tông có cách gì để nhận biết được mình có đầy đủ công đức để vượt hai cửa Triều Dương, Trái Đất và Tam Giới khi thọ mạc sắp hết? Cái thứ hai, mình làm sao biết được mình có công đức và phước đức bằng nhau? Cái thứ ba, mình làm sao biết được mình có công đức, ác đức và phước đức? Xin hết câu năm. Cái gì vấn đề mình mà làm sao mình vượt hai Triều Dương để về Phật giới á, là cái này là do mình có biết được cái công nguyên tắc đó không, cái công thức đó không? Mình biết thì mình về được, mà phải có công đức. Cái đó là tự mình, tại trong sách đã nói rất rõ rồi nha, có công đức, có quyết chí về thì mới về được. Phải biết công thức của nó, đây là ba cái căn bản để về Phật giới. Còn anh muốn về Phật giới mà trong túi là không có một xu nào á, đợi đi về gì nha. Rồi anh có trong túi anh đầy tiền và tôi không muốn về, tôi muốn đi nữa, rồi sao? Thì Đức Phật muốn về Phật giới phải ba cái căn bản: công đức, ham muốn và công thức. Rồi rồi con đặt câu hỏi hai về là gì? Làm sao mình biết được mình có công đức và phước đức rồi, bằng nhau? Rồi biết rồi. Nếu có người nào có công đức, người ta rất vui, rất sáng, và đồng thời ít nói nha, nên nhớ ít nói. Mấy người có công đức ít nói lắm, đó là người có công đức. Còn người có phước đức cũng rất sáng, đi nói lé xét hoài, khoe cái này khoe cái kia, tôi được này được kia, đó là người có phước đức. Còn người có ác đức dễ ở, gần chết không chịu chết, nằm một đống ấy, nhân quả nó quật mình đó, đó là ác đức đó. Nó rõ ràng ba cái dế đó đó nha. Rồi thì bây giờ nên nhớ một điều, mình hiểu cái này thì bớt lép xép đời ly. Mình lép xép rồi thì coi chừng mình lạc vào phước đức chứ không còn công đức nữa. Còn nếu mà chết đó, mà không chịu chết thì đâu ác đức. Tại ông làm sao mà người xưa ta nói thôi, chứ không cần chùa Tân Diệu này nói ăn ở sao vậy. Nó ta nói câu vậy thôi là mình cũng biết là bị ác đức rồi. Rồi hỏi tiếp. Con xin cảm ơn ban quản trị.